Quỷ bí chi chủ chương 401, tân thủ, trưởng thành. Trong căn phòng kiên cố u ám không ánh sáng, đi rết bất làm bộ hôn mê chợt xoay người đứng lên. Cụ phong chi phủ của cậu ta đã bị người lấy đưa đi kiểm tra, các túi trong quần áo cũng bị vét sạch, không lưu lại vật phẩm gì. Đi rết hít vào một hơi, trầm ổn nhìn quanh một vòng. Trong mắt cậu bỗng nhiên có hai vần hào quang như mặt trời nhỏ sáng lên, làm cho toàn bộ sự vật trong căn phòng nhất nhất ánh vào con ngươi của cậu bài trí nơi này chỉ có một bàn hai ghế trừ cái đó ra chính là sàn đá có hoa văn kỳ dị trên bàn có ngọn nến đã dùng quá nữa cái này thuộc về phối trí tiêu chuẩn của các căn phòng trong thành bạch ngân bởi vì một khi bóng tối kéo dài thật sự có khả năng đột nhiên xuất hiện quái vật đi rết không do dự ngồi xuống đưa tay cầm lấy nửa ngọn nến kia ngay sau đó cậu mang ngọn nến phân thành ba đoạn một đoạn chiếm cứ ba phần tư nguyên bản hai đoạn phân ra từ một phần bốn còn lại trải qua đi rết điều chỉnh, phần tim nến của ba đoạn nến này đều lộ ra toàn bộ. Bốt Ngón tay cậu ta chà sát, chế tạo ra một ngọn lửa màu vàng, điểm hỏa ba ngọn nến kia. Hai cây ở phía trên cùng đại biểu, ngu giả, tiên sinh, cây còn lại tượng trưng cho bản thân đi rết. Chuẩn bị xong, đi rết không dựa theo lưu trình bình thường thiêu đốt thảo dược bột phấn, nhỏ tinh dầu thuốc, mà trực tiếp dựa ra sau, cực kỳ nhỏ giọng tụng niệm ra tôn danh, ngu giả, cùng nhanh chóng tiến nhập trạng thái minh tưởng. Cậu ta tụng niệm từng lần một, đơn điệu mà lặp lại, giống như đang không ngừng thôi miên bản thân. Nương minh tưởng trợ giúp, đi rết tiến nhập một loại trạng thái cổ quái tâm trí ngủ say mà linh tính phát tán, cả người vừa đần độn, lại vẫn duy trì thanh tĩnh kỳ lạ, tinh thần không ngừng phiêu tán hướng lên trên, càng ngày càng cao. Đây đúng là mộng du nhân tạo. Đi rết được ngu giả tiên sinh cho phép có thể đơn giản hóa một ít bộ phận không quá cần thiết phía trên sương mù xám trong cung điện nguy nga xa xưa ngu giả lên đang thưởng thức con mắt đen kịch đột nhiên thấy ngôi sao đỏ thẩm tượng trưng cho thái dương bành trướng ra hào quang ngưng tụ thành hư ảnh hình người mà lực lượng không gian thần bí theo đó bị dẫn động một chút thấy tình trạng như vậy anh không khỏi nhẹ nhàng thở ra bởi vì cái này ý nghĩa thái dương đã hoàn thành giai đoạn đầu tương đối nguy hiểm chỉ còn kết thúc công việc cuối cùng lên không có trì hoãn lúc này buông con mắt đen kịt cầm lấy lá bài khắc hoàng đế. Tầng cấp của anh, vị trí của anh, tăng cao trong nháy mắt, để cho lực lượng bị dẫn động phía trên sương mù xám nhất nhất thần phục. Sau đó, anh cầm lên một người giấy, cổ tay rung lên ném ra ngoài, hướng về phía ngôi sao đỏ thẩm đối ứng, thái dương. Người giấy nọ cùng như dòng lực lượng đang chảy xuôi kia giao hội, nhanh bành trướng thành một đại thiên sứ có 12 đôi 24 cánh lớn màu đen. Thiên sứ xuyên thấu hào quang đỏ thẩm, trùng điệp cùng nhau với hư ảnh của thái dương nó vô thanh vô tức thiêu đốt lên không đến một giây đã biến thành tro tàn đến một bước này glenn đã không còn biện pháp ảnh hưởng đến thế cục thành bạch ngân nữa về phần thiên sứ thế thân của mình có trợ giúp thái dương thuận lợi thông qua hỏi cùng tra xét kế tiếp hay không anh cũng không có nắm chắc tuyệt đối chỉ có thể than thầm một tiếng ở trong lòng đã làm hết mọi việc cố gắng hết tất cả những thứ nên cố gắng cũng chỉ có thể chờ đợi vận mệnh an bài hy vọng là kết quả tốt. Trong mơ mơ màng màng, đi rết thấy một thiên sứ mang theo khí thế che đậy cả bầu trời buông xuống ở trước người, đồng thời sử dụng 12 đôi cánh tối đen tầng tầng bao phủ lấy mình. Cậu chợt tỉnh táo lại, trong mắt là ba ngọn nến đang lẳng lặng thiêu đốt. Tự đáy lòng cảm tạ, ngu giả, tiên sinh xong, đi rết chấm dứt nghi thức, dập tắt hai ngọn nến tổng cộng chỉ chiếm một phần tư nguyên bản kia. Sau đó, cậu lấy chúng lên, ở bàn tay chế tạo ra ngọn lửa vàng ống ánh mà trong vắt. Tí tách, tí tách, hai ngọn nến kia hòa tan nhanh chóng, nước mắt không ngừng rơi xuống, hoặc bám ở trên phần thân còn lại, hoặc vây xung quanh nó. Theo tim nến thiêu đốt hầu như không còn, trên bàn chỉ còn lại một ngọn nến, nó lùn hơn một ít so với nguyên bản, nhưng không phải là quá rõ ràng, tựa như chỉ thiêu đốt tương đối lâu một chút. Xử lý xong dấu vết còn lại, đi rết dập tắt đoạn nến mờ nhạt cuối cùng kia cậu lặng lẽ ngồi thẳng, cứ thế nhìn về phía trước, hồi lâu không có động tác gì. Cậu lo lắng, nghị sự đoàn 6 người phản ứng không đủ nhanh, để cho đội viên tiểu đội thăm dò này cầm cây nấm cùng quả dung ô nhiễm đến với càng nhiều cư dân thành Bạch Ngân. Cậu sợ hãi đám người thủ tịch ở những nơi còn lại tìm được manh mối khác, làm cho chuẩn bị của mình trở nên thất bại. Cậu căm ghét người từ ngoài đến, giấu ở chỗ sâu trong bóng tối, luôn mang theo ác ý mãnh liệt này, bao gồm Amon, bao gồm đọa lạc tạo vật chủ cậu ấy nấy bản thân tránh né lần thăm dò này lại không có nhắc nhở đám người đát để cho bọn họ biến thành quái vật bị ô nhiễm cậu đau đớn phải tự tay trừ bỏ một bạn học có thể gọi là một người bạn thân thiết tuy rết không thấy được kết cục cuối cùng của đát nhưng cậu tin tưởng đối phương đã dị biến thành bộ dáng như vậy thì đã tử vong ngay tại đó rồi trong cảm xúc phức tạp mà hỗn loạn rết không biết mình chờ đợi bao lâu cho đến ngọn nến một lần nữa được điểm hỏa. Rốt cuộc, cậu nghe thấy thanh âm phong ấn bị giải trừ, cửa phòng được mở ra. Quay đầu nhìn lại, cậu mượn dùng ánh nến mờ nhạt, thấy một cô gái váy đen tóc dài bệnh thành biếm thả ở trước ngực. Cô Evro. Đi rết theo bản năng hô một tiếng. Evro dung mạo thanh tú, khóe mắt cũng đã có một chút nếp nhăn, cô mỉm cười gật đầu đáp lại đi rết, rồi bước chân nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Cậu có gì muốn nói không? cô nhẹ giọng hỏi. Đi rết bản năng ngẩng đầu nhìn qua, bỗng nhiên phát hiện đôi mắt đối phương không biết khi nào đã biến thành con ngươi dựng thẳng màu vàng nhạt. Suy nghĩ nháy mắt hoảng hốt, đi rết tựa như tiến nhập một loại trạng thái mộng du. Evro điều chỉnh ánh nến, để cho ánh sáng mờ nhạt hoàn toàn chiếu vào trên mặt thiếu niên đối diện. Con ngươi dựng thẳng màu vàng nhạt của cô càng thêm hờ hững, tựa như một người quan sát không có cảm tình. Đột nhiên, trong con ngươi dựng thẳng màu vàng nhạt có từng vòng ánh sáng mỏng manh sinh ra tựa như hợp thành một lốc xoáy xây dựng một mê cung trong đần độn bia Rết cảm thấy mình phiêu đãng lên đặt mình ở trong bóng tối vô cùng cùng vô số màu sắc tươi sáng đúng lúc này cậu đột nhiên thanh tĩnh chỉ cảm thấy loại trạng thái như mộng du này bị sự vật gì đó xảo dịu tiếp qua cậu thấy ánh nến mờ nhạt lay động thấy evo ngồi ở đối diện hai con ngươi dựng thẳng màu vàng nhạt ở bóng tối trong góc đi ra thủ tịch trưởng lão colin iliad tóc hoa râm sau khi gật đầu đối với thủ tịch evro nhu hòa hỏi dirết cậu trong khoảng thời gian này làm chuyện gì dirết nhớ kỹ dạy bảo vẫn duy trì loại trạng thái vừa rồi tôi không biết tôi vẫn thực mơ hồ tựa như đang nằm mơ chỉ ngẫu nhiên mới tỉnh táo đồng thời khi cậu ta trả lời trong mắt liệp ma giả colin đột nhiên hiện ra hai phù hiệu phức tạp màu xanh đen evro tiếp tục hỏi cậu có biết mình đã xảy ra xung đột với Dark rết không tôi chỉ nhớ tôi đang chiến đấu cùng cậu ta tôi hình như thấy một người nam đảo ngược ở trên giá chữ thập thấy một người nam đội mũ mềm đỉnh nhọn cùng mắt kính thủy tinh đúng rồi tôi đã thấy hắn ta ở trong địa lao hắn ta có mở miệng nói chuyện mỉm cười mở miệng nói chuyện đi rết giảng thuật câu chuyện đã biên từ lâu ero nhìn thủ tịch truy hỏi hắn ta nói cái gì đó tôi không nhớ rõ chỉ có thể nhớ lại một chút. Hắn ta cười nói, đọa lạc tạo vật chủ, chân thực tạo vật chủ. Người chăn cừu. Đi rất suýt nữa không thể khống chế được kích động trong lòng. Cậu mạo hiểm lớn như vậy là để mang chuyện đọa lạc tạo vật chủ có hiềm nghi cùng người chăn cừu nói cho thủ tịch. Đọa lạc tạo vật chủ. Chân thực tạo vật chủ rất phù hợp cùng nội dung bích họa ở đáy thần miếu. Colin nhẹ nhàng gật đầu, nhíu mày nói nhỏ, người chăn cừu. Sau đó thì sao? Evo thanh âm cực kỳ ôn nhu. Dired mơ hồ hồi đáp. Sau bọn họ va chạm cùng nhau, có rất nhiều ánh sáng, ánh sáng cực kỳ sáng, tôi đã tỉnh, rồi ho khan. Phù hiệu màu xanh đen trong mắt Colin vẫn không có biến mất, ý bảo Evo hỏi thêm một ít chi tiết. Dired có lựa chọn đưa ra trả lời, nói theo kịch bản đã sớm suy xét qua kia, ở ngoài phạm vi thì đẩy cho Amon, nói mình không có nhớ. Cuối cùng Evro hỏi. Cái rìu của cậu là có từ nơi nào? Phối phương ma dược đường tắt Thái Dương của cậu đến từ nơi nào? Cái rìu là mua từ chợ giao dịch trong lòng đất, người kia che mặt, chỉ có thể nhìn ra giới tính là nam. Phối phương ma dược đường tắt Thái Dương là cha mẹ tôi lưu lại cho tôi, phát hiện ở trong một lần thăm dò. Đi rết nói không có chút chột dạ nào. Cái này thuộc về điểm đáng ngờ vẫn tồn tại, người treo ngược khi dự đoán đã cho rằng chúng tất nhiên sẽ xuất hiện cho nên bảo đi rết diễn thử nhiều lần nên đáp lại như thế nào chợ giao dịch trong lòng đất thành bạch ngân tuy thuộc về bán công khai nhưng cũng có người bởi vì các loại lý do phải che giấu thân phận bản thân cái này đã cung cấp cho đi rết giải thích tốt nhất Evo tập trung nghe xong nghiêng đầu nói với liệt ma giả colin cậu ta không có nói dối không thể nào nói dối tôi có mượn dùng lực lượng mũ miệng vinh quang Colin gật gật đầu nói. Dưới trạng thái như vậy, cậu ta cũng không có thể hiện ra dấu vết tà ác, đọa lạc, bị ô nhiễm. Phát hiện mấy thứ này là năng lực liệt ma giả tinh thông. Mà làm chức nghiệp danh sách cao, một điểm mạnh nhất của liệt ma giả là có thể che giấu hành động cùng ý đồ bản thân để cho mục tiêu có khả năng dự báo trước nguy hiểm không thể nhận ra. Cho nên, mỗi một liệt ma giả đều là khắc tinh của tác ma. Suy nghĩ một hồi, Colin đứng dậy rời phòng, đối mặt với cái bóng ở một góc bên ngoài nói. Để cho đi rời khỏi, tạm thời xem như cậu ta không có vấn đề. Nhưng vẫn âm thầm tiến hành theo dõi một đoạn thời gian, Amon có thể làm ra hai phân thân, cũng có khả năng làm ra cái thứ ba. Vâng, thủ tịch các hạ. Cái bóng nọ tôn kính đáp lại. Đợi cho đi tỉnh lại, bên trong phòng thẩm vấn đã không có ai, chỉ để lại lời nói cậu có thể tự do rời đi cậu ta lặng yên nhẹ nhàng thở ra cất bước đi ra bên ngoài trong lòng nghĩ đến dặn dò của ngài người treo ngược không thể cứ như vậy mà thả lỏng lộ ra sơ ý âm thầm quan sát khẳng định còn có thể liên tục một đoạn thời gian nếu không thủ tịch của các cậu chính là không hợp cách từng gần đây cũng không có thể tụng niệm tôn danh ngu giả tiên sinh đi rết tự nói không tiếng động theo thang lầu xoay quanh đi xuống đi tới đi tới cậu đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc đó là trưởng lão lovia người chăn cừu áo bào đen có vân tím dung mạo diễm lệ hào phóng đôi mắt nâu nhạt của lovia đảo qua đi rết trên mặt lộ ra nụ cười nhu hòa trở lại căn phòng của mình lovia vẽ mặt lạnh nhạt đi tới trước bàn mở ra một tờ giấy chế từ da thuộc tay trái của bà nắm ngón trỏ tay phải bốc cái đầu ngón tay bị kéo đứt ra nhưng máu lại không có nhỏ xuống tựa như đều bị hút vào bên trong vậy cầm đầu ngón tay này Lovia vẽ ở trên giấy một cái phù hiệu phức tạp, đó là phù hiệu tạo thành từ nửa, mắt không trồng, tượng trưng bí ẩn cùng nửa, vặn vẹo chi tuyến, tượng trưng biến hóa. Cẩn thận xem kỹ một lần, Lovia dùng tờ giấy này bao phủ đầu ngón tay, nhét vào trong miệng, lạch cạch cắn, sau đó đều nuốt xuống. Tay phải chỉ còn bốn đầu ngón tay của bà đột có máu thịt mấp máy ở miệng vết thương, rồi nhanh chóng mọc ra thành đầu ngón tay mới, đầu ngón tay hơi tái nhật. Lovia cúi thấp đầu, nhìn bàn tay của mình, nhỏ giọng nói ra một từ. Ngu giả. Bác lừng, trong một tầng ngầm giống như thần điện. Ngài A mặt trường bào đội mũ trùng màu đen, im lặng ngồi ở trước thần tượng cự nhân đảo ngược, hồi lâu không hề có động tác. Bỗng nhiên, ông ta nghiêng tai, tựa như như muốn nghe cái gì đó. Sau tạm dừng ngắn ngủi, Ngài A chợt nâng lên hai tay, dùng tay trái kéo đứt ngón trỏ tay phải. Ông ta mang đầu ngón tay máu chảy đầm đìa kia nhét vào trong miệng, nhai rào rạo như ăn đồ ăn vặt vậy ừ. ngài a cổ họng bấp máy mang đầu ngón tay kia nuốt vào trong bụng thân thể ông ta bỗng nhiên rung rung tựa như đang bị người vô hình nắm lấy lay động trong trạng thái như vậy ngài a đưa tay phải ra dùng máu chảy ra từ vết thương viết ở trên mặt đất ra một số chữ những chữ này đều không phải là tiếng cự nhân tiếng cự long có thể dẫn động lực lượng tự nhiên cũng không phải tiếng hermes dùng cho hiến tế mà là từ ruen bình thường nhất ánh sáng đỏ tươi nhanh ngưng tụ những từ nọ hội tụ thành vài đoạn văn tìm kiếm không thuộc về thời đại này ngu giả sưng xám phía trên thần bí chúa tể chấp chưởng hảo vận hoàng hắc chi vương quyến giả cùng tín đồ ở bát lừng theo nội dung thần khải chấm dứt ngài a đình chỉ rung rung miệng vết thương mấp máy mọc ra một đầu ngón tay hoàn toàn mới ông ta cúi thấp đầu nhìn kỹ những đoạn văn mà mình vừa viết xuống khóe miệng ở trong bóng tối nhếch lên từng chút một. Duy phục tùng thần dụ của ngài. Ngài A Khiêm Tốn phủ phục trên đất, tựa như lại tìm được ý nghĩa tồn tại. Thành Bạch Ngân, phía trên tháp tròn. Lovia đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xuống những ánh nến trong bóng tối, vẻ mặt dần dần trở nên nhu hòa. Không biết qua bao lâu, bà nghe được tiếng gõ cửa đốc đốc đốc. Thủ tịch các hạ. Lovia nhẹ xoay người, mỉm cười hỏi cửa phòng không gió tự động rộng mở về phía sau. Đứng ở bên ngoài đúng là liệt ma giả Colin Iliad, ông ta khoác áo khoác màu nâu, bên hông có một cái dây lưng có nhiều ngăn ngầm. Lovia, đội viên tiểu đội thăm dò dị thường đã được chứng thực. Colin bình thản nói, làm đội trưởng, mặc kệ bà có vấn đề hay không, đều phải đi địa lao đợi 7 ngày, nhận mũ miệng vinh quang tẩy rửa, bà hẳn rất rõ ràng, đây là quy củ. Lovia không có chút phẫn nộ, bình tĩnh cười nói. Tôi biết, tôi đã làm tốt chuẩn bị ở địa lao lâu dài, đợi cho chấm dứt, nếu các người còn lo lắng, tôi có thể nhận bất cứ sắp xếp nào. Trong khi nói chuyện, bà đã đi ra cửa, mặt đối mặt lướt qua, liệt ma giả, Colin. Colin lặng lẽ xoay người, đi theo phía sau bà, dọc theo cầu thang xoay quanh đi xuống từng bước một. Đi tới một nửa, hai người nghe được tiếng khóc cùng tiếng la ghê người. Đã bắt đầu sao? Lovia vẻ mặt hơi có vẻ mê mang hỏi. Colin gật gật đầu, trầm ngẹn trả lời. Ừm, cái này là số mệnh chúng ta trốn không thoát. Giờ này khắc này, trung tầng tháp tròn, trong một đại sảnh. Đội viên tiểu đội thăm dò cùng vài cư dân thành Bạch Ngân đã bị bọn họ ô nhiễm đang bị ánh sáng thần thánh giống như thực chất áp ở tại chỗ, không thể nhúc nhích, giống nhau lưng mang một tòa núi lớn vậy. Một đôi vợ chồng chừng 40 tuổi, làn da ngâm đen đều tự cầm kiếm thẳng có hoa văn phức tạp, đi tới trước mặt một người trẻ tuổi chừng 20 tuổi. Người trẻ tuổi kia thân thể đã muốn sụp đổ, như là một bãi thịt nát, nhưng đầu cậu ta lại hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ mọc ra những sợi xúc tu màu máu. Thấy đôi vợ chồng nọ đi lại đây, cậu ta hoảng sợ hô. Ba ba, mẹ mẹ, các người muốn làm cái gì? Không phải đã nói đêm nay cùng nhau ăn hạt sắc nướng sao? Ba ba, mẹ mẹ, con sẽ lấy cho hai người thật nhiều hạt sắt. Đôi vợ chồng nọ không đành lòng nghiêng đầu nhìn về một bên, nhưng kiếm thẳng trong tay lại dơ lên cao. Sau hai tiếng phốc phốc, người trẻ tuổi đình chỉ khóc kêu, đầu tiên là run rẩy, tiếp theo hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Một bên khác, một cô gái chừng 10 tuổi cũng dơ lên kiếm thẳng có hoa văn phức tạp, chảy nước mắt đâm về phía chị của cô. Cô gái nằm ở trên đất kia bỗng nhiên nở nụ cười, giọng điệu nhu hòa nói. Sau hôm nay, em phải tự mình sống, không được khờ khạo nữa. Cô gái nọ nhất thời khóc đến tầm mắt mơ hồ, kiếm thẳng trong tay đình ở giữa không trung. Nhưng mà, một bàn tay mạnh mẽ mà có lực đặt ở sau tay của cô, đẩy mạnh về phía trước. Phốt! Cô gái ngẩn ra ở tại chỗ, tựa như không nghe thấy cái gì cả, không nhìn thấy cái gì cả. Đây là nguyền rủa xa xưa bao phủ ở trên mỗi người thành bạch ngân, phải tự tay giết chết người có quan hệ huyết thống với mình, mới có thể ngăn cản hắn sau khi chết biến thành ác linh vừa đáng sợ vừa quỷ dị. Cho nên, chẳng sợ đắc đã hoàn toàn dị biến thành quái vật, đã bị tồn tại không biết nào đó ô nhiễm, không có giá trị thẩm vấn, người theo dõi, cái bóng, cũng không dám giết chết hắn ngay tại chỗ, mà là cố gắng khống chế, mang về tháp tròn, chờ đợi cha mẹ hắn, nếu không sự việc sẽ càng thêm phiền toái. Đội viên tiểu đội thăm dò cũng bị ô nhiễm này đang nhận xử lý không thay đổi trong hơn 2.000 năm qua, Tuy ai cũng không biết bọn họ ở dưới loại trạng thái này sau khi chết sẽ còn dị biến hay không, nhưng không ai dám đánh cuộc một chuyến. May mắn là dân cư thành Bạch Ngân không tính là nhiều, lại ở chung một vùng, ở dưới cao tầng từng thế hệ sắp xếp, có quan hệ huyết thống lẫn nhau không phải là số ít. Cho dù phải hạn chế trong phạm vi ba đời, cũng có thể tìm ra khá nhiều. Nguyên nhân vì như thế, khi bố trí danh sách tiểu đội tuần tra, phi phạm giả phụ trách đầu tiên phải suy xét nhân tố huyết thống phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh đối với tiểu đội thăm dò yêu cầu không nghiêm khắc như vậy bởi vì nhiệm vụ của bọn họ thường thường xâm nhập bóng tối cách rất xa thành bạch ngân cho dù tử vong cho dù dị biến cũng không ảnh hưởng đến an nguy của mọi người một khi có cư dân không có quan hệ huyết thống trong vòng ba đời vậy hắn sẽ bị theo dõi nghiêm khắc chỉ cần hắn xuất hiện bệnh nặng hoặc có vẻ già cả lập tức sẽ bị đưa vào chỗ sâu trong bóng tối trời xa thành bạch ngân khi đội trưởng tiểu đội thăm dò lúc trước bị giam ở địa địa lao là Udel dị biến trong tháp tròn thật ra có ba vị trưởng lão nhưng cuối cùng ra tay chỉ có thể là thủ tịch colin iliad nếu không chỉ có thể thử phong ấn bởi vì Udel kia là anh ruột của ông ta người chăn cừu lovia cùng liệt ma giả colin lặng lẽ tiến vào tầng dưới chót tháp tròn ở dưới vài vị ngân kỵ sĩ làm bạn đi tới chỗ sâu trong địa lao rất nhanh hai người đứng ở bên ngoài một gian nhà giam mấy ngân kỵ sĩ thì phân tán ở xa xa. Lovia không có dị thường, không nhanh không chậm đi vào căn phòng chỉ có một cái giường, một cái bàn, một ngọn nến. Trước khi cửa lớn kim loại đóng lại, bà xoay người lại, dùng đôi mắt màu xám nhạt nhìn về phía liệt ma giả Colin, bình tĩnh nói. Thủ tịch, các hạ, ngài từng nói với tôi, cư dân thành bạch ngân rời xa nơi này, khi chết ở chỗ sâu trong bóng tối, có thể sẽ không lập tức dị biến thành ác linh, có thể chờ đợi nhiều ngày, cho nên đội viên tiểu đội thăm dò còn lại có đủ thời gian kéo ra khoảng cách colin gật gật đầu tỏ vẻ quả thật như thế lovia nhắm mắt lại lộ ra nụ cười mang theo một chút bi thương trong một lần thăm dò hai tháng trước có vị đội viên chết ở trước mặt tôi tôi giả như thất lạc với đội viên khác ở nơi đó đợi năm ngày nhưng hắn ta cũng không có gì biến thành ác linh liệt ma giả colin lặng lẽ nhìn ba không nói cái gì cả thẳng đến cửa lớn kim loại xoảng 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 khép lại, phong ấn theo đó thành hình. Phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa. Lên chờ đợi một hồi, thấy ngôi sao đỏ thẩm tượng trưng cho Thái Dương, không có gì biến gì, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Anh đã thành công. Anh dây dây Thái Dương, dùng linh tính bao vây bản thân, trở về thế giới hiện thực. Vừa cảm giác thân thể tồn tại, lên đã thưởng thức tư vị rét lạnh. Anh hắt xì một cái, nhanh giải trừ tường linh tính một lần nữa chui vào ổ chăn thật đáng buồn là ổ chăn của anh đã lạnh lẽo may mà sau khi tiến vào sương mù xám cơ thể của mình đã có bảo hộ trình độ nhất định nếu không ngày mai sợ là sẽ bị cảm lạnh lên quấn chặt chăn cảm thán một tiếng loại trạng thái hiện tại này làm cho anh nhớ tới một câu lời đùa đời trước đã nghe qua sưởi ấm cơ bản dựa vào rung ở trước khi ổ chăn một lần nữa ấm áp lên anh chỉ có thể phát tán suy nghĩ không bờ bến, suy xét các loại vấn đề. Ồ, mình gần đây giống như không có chuyện gì thật cấp bách, tổng kết thủ tục ma thuật sư đã hoàn thành, cho dù không hề thiêu chiến không có khả năng, chỉ làm biểu diễn bình thường, trước sau năm mới gì đó là có thể tiêu hóa đi ma dược, kế tiếp mình phải sắp xếp chính là sưu tập tài liệu phi phàm ma dược, người không mặc. Tích góp tiền tài tương ứng, nhưng cái này gấp cũng không gấp được, căng thẳng trong đầu lên đã dần dần nhu hòa, bỗng nhiên có ý tưởng nghỉ ngơi hai ba ngày theo ổ chăn ấm lại anh bất tri bất giác ngủ đi đợi cho tỉnh lại vừa lúc nghe thấy tiếng chuông giáo đường liên tục gõ tám tiếng lên đưa cánh tay ra cảm nhận được rét lạnh bên ngoài lại lặng yên rụt trở về hôm nay hình như vẫn lạnh như vậy không có việc gì cần làm gấp tựa như có thể ngủ thêm anh tâm tính thả lỏng một lần nữa nhắm hai mắt lại nhưng chỉ một hồi anh đã nghe thấy tiếng ụt ụt trong bụng cảm nhận được bụng dưới phồng lên. Cuộc đời thật sự là khắp nơi gặp phải lựa chọn gian nan mà. Lên thang thở một câu. Sau khi cố gắng đối kháng hai loại cảm giác nọ chừng 10 phút, anh rốt cuộc bỏ qua, mạnh mẽ rời giường, phóng đi nhà vệ sinh cách vách. Thay quần áo, rửa mặt xong, anh xuống lầu một, lấy ra nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm mì phenibobo Lúc này đây, anh không tính dùng sốt thịt đã mua, muốn thử một lần sốt thịt đã làm từ hai ngày trước đây là anh căn cứ hương vị trong trí nhớ cẩn thận chọn lựa phối chế nguyên liệu thành tương thịt tuy bởi vì nguyên liệu nấu ăn giữa hai thế giới thủy chung có chút khác nhau hương vị khó có thể chân chính như cũ nhưng lên sau khi thử cảm thấy vẫn không tệ không bao lâu anh ăn ăn mì phenibobo với tương thịt cảm thấy đây thật sự là một buổi sáng tốt đẹp theo truyền thống thế giới này anh vừa ăn vừa lật xem báo trước hết xác nhận ông lão trí tuệ chi nhãn có đăng quảng cáo hay không Căn cứ vào ý tưởng tối hôm qua, Glenn quyết định hôm nay giải trí một chút, vì thế suy xét là nghe âm nhạc, hay là xem ca kịch, xem hí kịch. Khu Tây, khu Houston, khu giao ốc không ít vé vào cửa nghe âm nhạc ít nhất cần 6 Saun, nếu gặp được nhạc sĩ nổi danh, thậm chí sẽ lấy bản mà tính, hòa nhạc chuyên nghiệp nhằm vào bình dân, 6 đến 9 penny, mở ra cho bần dân có tiền nhàn rỗi ở khu đông cũng chỉ cần một penny. Glenn lật xem tư liệu tương ứng, để chọn lựa hạng mục giải trí hôm nay ngay ở lúc này anh nghe thấy tiếng chuông cửa đinh đinh đang đang ai vậy glenn chợt ngẩng đầu nhìn về phía cửa anh cảm thấy mình hiện tại giống như bị một loại bệnh bệnh sợ hãi chuông cửa kêu giống y chang bệnh sợ có cuộc gọi vào điện thoại di động như khi ở địa cầu vậy buôn báo cùng tạp chí nhìn cái bàn trống không còn thứ gì cả glenn đứng dậy đi ra cửa còn chưa cầm vào tay nắm anh đã biết bên ngoài là bác sĩ alan ông không phải nên đi làm sao glenn nói thầm một câu đưa tay mở cửa chào buổi sáng alan hôm nay sương mù là màu xám anh cười nói alan vẫn là vẻ mặt lãnh đạm nhưng đã thêm vài phần lo lắng cùng sợ hãi ông ta đẩy đẩy mắt kính viền vàng không để ý tới chào hỏi gọn gàng dứt khoát nói sơ lóc tôi lại nằm mơ lại nằm mơ thấy will xe tin. a à, lên suýt nửa ngẩn ra ở nơi đó. Cái này không đúng rồi. Hạt giấy chính phẩm ở chỗ của mình, ở phía trên sương mù xám, mà hạt giấy mình gấp ở chỗ kẻ gác đêm, ông mang theo một con hạt giấy thấp kém do kẻ gác đêm gấp, vẫn có thể tiếp tục mơ thấy Will tin. Cái này không khoa học, không, cái này không thần bí học. Lên trở nên nghiêm túc, lúc này hỏi ngược lại. Vẫn là giấc mộng trước đây. Không, lần này dọa người không như vậy. Alan trấn định lại một chút, tôi mở thấy Nghĩa Trang Green, cậu biết Nghĩa Trang Green chứ? Biết. Lên ngôn ngữ ngắn gọn hồi đáp. Anh ở bên ngoài Nghĩa Trang Green, bắt được một đám học sinh nhảy linh vũ cùng một tên đam mê thần bí học hơi ngu ngu là Copsi, từ chỗ người này lấy được một cái còi đồng có thể triệu hồi tính sứ. Alan hít vào một hơi khí lạnh, tiếp tục nói. Tôi mơ thấy rừng cây bên ngoài Nghĩa Trang Green, mơ thấy một gốc bạch dương phần hông bị tróc một lớp bỏ will onsetin an vị ở mặt đất dưới tàn cây lẳng lặng nhìn tôi sau đó thì sao glenn truy hỏi một câu alan lắc lắc đầu đến đây mộng cảnh đã kết thúc thật sự là một chuyện kỳ quái chẳng lẽ bác sĩ alan nằm mơ không có quan hệ đến con hạt giấy kia không nếu không quan hệ sẽ không xuất hiện tình huống sau khi đổi hạt giấy mộng cảnh theo đó thay đổi hơn nữa mình đã lợi dụng ở phía trên sương mù xám bói toán con hạt giấy kia thu được gợi ý tương ứng. Glenn cân nhắc nói. Cái này đã không ở trong phạm vi lý giải của tôi, Alan anh tìm tôi là muốn làm cái gì? Alan thở ra hơi nóng phiêu tán thành sương trắng ở trong không khí, tôi muốn đến bên ngoài nghĩa trang Green xem một cái, Nghe bây giờ, ngay ban ngày, anh có thể bảo hộ tôi không? Tôi sẽ trả phí dụng ủy thác, một bản. Hiện tại đi thăm dò xuất hiện ở cảnh tượng trong mộng. Ban ngày hẳn có thể sẽ không gặp gỡ chuyện gì quá quỷ dị. Glenn ngẫm nghĩ rồi nói, tôi có thể tiếp ủy thác này, nhưng tôi đề nghị anh trước đó đi giáo đường một chuyến, mang mộng cảnh nói cho vị giám mục mà anh quen thuộc. Alan từng một tiếng, chợt có chút nghi hoặc nói, vì sao anh luôn đề nghị tôi đi giáo đường. Tôi biết, anh trước kia có giải thích qua, lấy phương thức cực kỳ phù hợp logic, nếu có lực lượng thần kỳ, giáo hội có thể vẫn chủ đạo thế giới nhân loại tất nhiên là thế lực có được lực lượng thần kỳ mạnh nhất, nếu không, Vậy đi giáo hội ít nhất có thể được an ủi tâm lý cùng tài nguyên nhân mạch tương ứng, nhưng mà, một chuyện không tính là quá kỳ quái, anh vì sao cũng đề nghị tôi đi giáo đường. Lên suy xét 2 giây, nghiêm trang hồi đáp. Tôi là một thám tử, tôi có thể tiếp xúc rất nhiều chuyện bất thường, cho nên rõ ràng đặc thù của giáo hội, cũng rõ ràng khi nào tình huống gì thì nên xin giúp đỡ từ họ. Thật vậy sao? Alan nghe vậy sắc mặt ngưng trọng. Lên nhất thời nhếch lên khóe miệng nói đùa thôi. Alan, thoải mái một chút, tôi đi thay quần áo đã, ừm, còn phải rửa dụng cụ nấu ăn nữa. Anh không có mặc áo khoác dày đứng ở cửa hàng huyên cùng Alan nửa ngày, thân thể bị gió lạnh thổi có chút phát cứng. Mà nhân cơ hội này, Glenn đi nhà vệ sinh, đến phía trên sương mù xám, bói toán một chút trình độ nguy hiểm của ủy thác này, thu được kết luận tồn tại phiêu lưu thấp. Nếu thu hoạch gợi ý rất nguy hiểm, anh tính sẽ mượn giáo hội hắc giả dạ nữ thần để xử lý bỉ thác này. Khu Houston, giáo đường đầy sao? Sherlock, cậu vì sao không thuê nữ hầu? Làm một đại thám tử, cậu đủ khả năng thuê vài người hầu. Alan một bên dẫn lên tiếng vào giáo đường giáo hội hắc giả dạ nữ thần lớn nhất ở khu Houston, một bên nghi hoặc hỏi. Đây là chuyện ông đã muốn hỏi ở trên xe ngựa, nhưng vẫn không tìm được cơ hội bắt vào đề tài này. Lên thở dài, trầm trọng nói. Alan, tôi kể cho anh một câu chuyện, từng có một vị thám tử, ông ta thuê hai nữ hầu, một đầu bếp, một trợ thủ, sống khá ổn, nhưng có một ngày, ông ta tiếp nhận một vụ án, thành công khóa vào hung thủ, hung thủ nọ là một tên cực kỳ giả mang cực kỳ hung tàn, hắn ta mang theo ý tưởng trả thù, lẻn vào trong nhà vị thám tử kia. Thám tử là một chuyên gia võ thuật chiến đấu, cuối cùng chỉ là bị chút vết thương nhẹ, nhưng người hầu của ông ta lại bởi vậy mà chết hai người. Alan, anh hiểu chứ? Tôi rõ ràng. Alan trong giọng nói mang theo đồng tình rõ ràng, Sherlock, thì ra cậu còn có trải qua như vậy. Không, nhân vật chính không có quan hệ gì với tôi, cái này chỉ là câu chuyện tôi mới biên ra mà thôi. Tôi cũng không thể trực tiếp nói cho ông, tôi liên quan đến rất nhiều sự kiện thần bí kỳ kỳ quái quái, trong nhà thường xuyên sẽ có bí mật không thể cho ai biết, có thể không thuê người hầu tốt nhất là không thuê. Lên mắt nhìn về phía trước, thở dài một tiếng thật dài. Dọn phòng của anh chủ yếu là từ nữ hầu bà Stalin Summer phụ trách, mỗi tuần hai lần, chỉ làm quét tước cơ bản nhất, một lần một saun Trong khi nói chuyện, hai người đã đi vào đại sảnh giáo đường đầy sao. Nơi này theo phong cách nhất quán của giáo hội hắc dạ nữ thần, tâm tối, yên tĩnh, ánh nến rất thưa thớt. Phía trước nhất của đại sảnh là thánh đài có khắc thánh huy bóng tối, mặt trên dùng minh châu tự phát ra ánh sáng khảm ra những vì sao, Dùng bảo thạch màu đỏ hợp thành vần trăng đỏ rực Những chỗ còn lại là bóng đêm tối đen Liếc mắt nhìn một cái Nơi đó sao lấp lánh Đỏ rực chiếu người Cực kỳ thần thánh Nhưng Glenn cảm thấy cái thiết kế này Không bằng giáo đường Santa Selena thành phố Tinh Cái đại sảnh một mảng tối đen kia Chỉ có phía trước là có ánh sáng chiếu vào Từ những lỗ hổng tròn lớn bằng nắm tay Điều này làm cho người ta giống như trực tiếp thấy được tinh không, Sản sinh kính sợ phát ra từ trong lòng Bất quá thiết kế như vậy cũng tồn tại một vấn đề đến buổi tối hiệu quả sẽ không còn glenn tùy ý tìm vị trí ngồi xuống lấy mũ dạ tơ lụa đặt gậy ba tông màu đen mà alan tiếp tục dọc theo lối đi phía trước thẳng đến phòng xưng tội tìm kiếm vị giám mục kia ngồi ở trong đại sảnh như vậy nhìn nhóm tính chúng xung quanh chuyên tâm cầu nguyện trong lòng glenn đột nhiên cảm thấy yên tĩnh nói lên mình mới lần thứ ba tiến vào giáo đường nữ thần anh cười cười tự dẻo quận Winter, trong giáo đường tĩnh mịch. Leonard Mitchell đang nghe truyện trên TV audio CV mặc áo gió màu đen vào, mang bao tay màu đỏ, tiến vào phòng thuộc về cao cấp chấp sự Greg Cecil. Chúc mừng cậu, chính thức trở thành một bao tay đỏ, nguyện nữ thần phù hộ cho cậu. Cecil ở ngực vẽ vần răng đỏ rực. Hắn ta vẫn dùng cổ áo cao cao dựng thẳng che khuất miệng. Ca ngợi nữ thần, cái này là vinh hạnh của tôi. Leonard nâng tay phải lên, thuận kim đồng hồ điểm 4 cái. siêu không có nói nhiều, đi thẳng vào chính đề. Căn cứ thỉnh cầu của chính cậu, tôi đưa cậu vào tiểu đội Swiss, hắn ta là một vị an hồn sư, có vật phẩm thần kỳ thuộc về bản thân, phi phàm vũ khí cậu cần, tôi cũng đã cho người chuẩn bị giúp cậu. Các cậu gần đây chủ yếu phụ trách án triệu hồi ác ma, cùng để ý sưu tập một ít manh mối, ví dụ như, chuyện liên tục phát sinh ở Bắc Lừng, có liên quan đến nghi thức Tarot vâng xe siêu cắt hạ leonard đối với cái này cũng không có ý kiến gì đây chính là sự bắt đầu báo thù của mình hắn ta yên lặng nói ở trong lòng khu tây bên ngoài nghĩa trang green lên cùng bác sĩ alan ở trong rừng phụ cận đi hồi lâu thường thường bị bụi bậm xám trắng rơi xuống làm cho ho khan vài tiếng có lẽ cũng không tồn tại thân cây như vậy chuyện trong mơ không có khả năng hoàn toàn phản ánh ở trong hiện thực tìm đến cuối cùng bản thân Alan cũng có chút không xác định. May mắn, mình am hiểu tìm đồ. Glenn đưa ba tông chỉ vào một phương hướng nói. Chúng ta lại sang như bên kia nhìn một cái, làm cố gắng cuối cùng. Tốt. Alan thở hổn hển một hơi. Hai người đi một hồi, Alan đột nhiên dừng bước chân lại, chỉ xéo xéo về phía trước nói. Nơi đó, nơi đó. Cách đó hơn 10 thước, một gốc bạch dương phần eo bị tróc vỏ đứng yên ở nơi đó, giống như đang chờ đợi hai người nó giống như đúc trong giấc mộng của tôi alan cực kỳ khẳng định nói glenn hơi có chút cảnh giác cười cười nói nhưng cũng không có will ôm xe tin alan tới gần thân cây nhíu mày nhìn nhìn một hồi bỗng nhiên chỉ vào một chỗ rễ cây nói will ôm xe tin lúc ấy ngồi ngay chỗ này cậu ta còn dùng tay chỉ vào bùn đất phía dưới chỉ vào bùn đất phía dưới glenn đứng ở bên cạnh cuối đầu nhìn khu vực hầu như không có có khô kia anh muốn đào nó lên alan gật gật đầu đã tìm tới nơi này cũng phải xác nhận một chút có cái gì hay không sơ cậu đi nghĩa trang mượn hai cái xẻng sắt hay là tôi ở tại chỗ này anh đi nghĩa trang tôi lo lắng sẽ phát sinh ngoài ý muốn lên cẩn thận nói tốt alan không có chối từ lúc này rời khỏi rừng cây qua một hồi ông ta chi tiền mang theo ba cái xẻng cùng một người thủ mộ trở về, bắt đầu thử đào bới. Lên đào đào, bỗng nhiên ngửi thấy một chút hương vị tương đối quen thuộc, mà theo lớp bùn đất bên trên được lấy đi, sự vật phía dưới dần dần bại lộ ra. Đó là một thi thể trẻ em đã hư thối cao độ. Da cùng máu thịt của nó đã giống như bị hòa tan vậy, mũi cùng miệng có rất nhiều con trùng nhỏ ra ra vào vào. Soảng. Cái xẻng trong tay Alan rơi xuống, nền ở trên một tảng đá ông ta chỉ vào hai chân thi thể kia, miệng điên cuồng mấp máy lại nói không ra lời. Lên nhịn xuống ghê tởm, cẩn thận qua sát, phát hiện chân trái thi thể nọ rõ ràng thiếu đi một nửa. Cùng lúc đó, Alan lui về phía sau hai bước, ngã ngồi ở trên đất, phát ra tiếng hô the thế. Will Onsetin Will Onsetin Đó là thi thể của Will Onsetin. Đã chết. Will Onsetin đã chết hơn nữa tựa như đã chết một đoạn thời gian cái này có thể nào là giả không lên vừa sợ vừa nghi nhìn thi thể trẻ em nọ trong lòng bỗng nhiên xuất hiện các loại ý tưởng ở trong nhận thức của anh will tin thuộc về đứa nhỏ đặc thù khả năng có liên quan nhất định với trắng thủy ngân danh sách một đường tắt quái vật cậu ta chơi trò chơi bói toán cậu ta thuận miệng một câu bác sĩ vận may của ông sẽ xấu đi khiến cho alan xui xẻo thật lâu cậu ta gấp hạt giấy có thể làm cho tinh linh thể của Alan bị định vị ở linh giới, nhận lấy gợi ý được chế tạo ta, hành tung của cậu ta, cho dù lên ở phía trên sương mù xám cũng chỉ có thể nhìn thấy một hai. Khó có thể được kết luận hữu hiệu. Một đứa nhỏ như vậy, sao lại sẽ sẽ chết khó hiểu? Đã chết ở trước khi bác sĩ Alan nằm mơ. Người thân của cậu ta đâu? Glenn hít mắt lại, chịu đựng ghê tẩm mãnh liệt, cẩn thận xem kỹ thi thể hư thối cao độ nọ, phát hiện trong bùn đất xung quanh có một chút bài tarot rách nát linh tính trực giác nói cho anh thi thể trước mắt đại khái chính là uon setin thật đúng là làm cho người ta khiếp sợ làm cho người ta khó hiểu mà quay đầu đi phía trên sương mù xám xác nhận uon setin có phải giả chết hay không đợi một chút cái này có quan hệ gì với mình mình đã sớm quyết định không nhúng sâu vào chuyện này miễn cho bị trắng thủy ngân gì đó cuốn lấy cái này có lẽ còn đáng sợ hơn so với vật phong ấn không không tám lên chợt hoàng hồn nói với người thủ mộ bị dọa ngẩn ra cùng bác sĩ alan sợ tới mức muốn sụp đổ báo cảnh sát tốt tốt người thủ mộ đầu tiên là ngẩn ra tiếp theo lắp bắp trả lời ông ta cầm cái xẻng xoay người chạy về phía ngoài rừng cây nhanh tựa như phía sau có xác sống đang đuổi theo quả nhiên chỉ là người thường tuyệt không cẩn thận dưới loại tình huống này không phải nên cảnh giác đối với người xung quanh sao. Để phía sau lưng bại lộ ra như vậy, rất dễ bị người một sẻn đập lên. Glenn liếc mắt nhìn bóng lưng người thủ mộ một cái, thở dài lắc lắc đầu. Thời điểm anh ở tiểu đội kẻ gác đêm thành phố Tim, đã xem qua không ít hồ sơ vụ án, phát hiện rất nhiều người bị hại chính là bị đồng bạn chơi như vậy. Nghĩ đến đây, Glenn đi tới bên cạnh bác sĩ Alan, cuối người đưa tay nói Không có gì phải sợ, cậu ta đã chết rồi chính là đã chết mới làm cho người ta sợ hãi alan bình tĩnh một chút không nhận glenn đỡ tự mình đứng lên phép đen của ông ta đã dính đầy bùn đất glenn nhìn thấy không hiểu có chút đau lòng mình không thể thấy thứ gì đáng giá bị tổn thương anh cảm khái một câu ở trong lòng thấy alan còn có chút kinh hoảng glenn cười cười nói loại thời điểm này cầu nguyện đến thần linh mà anh tính ngưỡng sẽ có hiệu quả không hề tệ phải không A La ngẩn ra một chút, ở ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn lần, thấp giọng thì thầm, hắc dạ nữ thần càng cao hơn so với tinh không, càng dài lâu hơn so với vĩnh hằng, tính độ vóc dáng tiều tụy của ngài khẩn cầu ngài chiếu cố. Trong nhỏ giọng lặp lại, ông ta từ từ dịu xuống, không hề sợ hãi giống như vừa rồi nữa. Lên thuận tay vẽ thánh huy tam giác ở ngực, lẩm bẩm không tiếng động. Hơi nước cùng máy móc chi thần, tính đồ vóc dáng tuyệt không tiều tụy của người khẩn cầu người chiếu cố đồng thời khi lẩm bẩm, anh nhịn không được tự cười dẻo, hoài nghi mình có khả năng bị sét đánh chết ngay tại chỗ. Bất quá, ti chấp cùng xét thuộc về phong bạo chi chủ, không ở trong lĩnh vực hơi nước cùng máy móc chi thần. Glenn có chút thoải mái thầm nghĩ. Qua hơn 20 phút, hai người ngồi bên trong phòng thẩm vấn cục cảnh sát phụ cận. Thời điểm lấy khẩu cung, Glenn thản nhiên nói cho cảnh sát này, mình chỉ là một thám tử tư nhận ủy thác, đối với đã xảy ra cái gì cùng không rõ ràng cho lắm bác sĩ alan thì miêu tả chi tiết mộng cảnh của bản thân cùng với nguyên nhân đào bới ra thi thể glenn nhìn ra được cảnh sát này căn bản không tin nhưng sau khi bọn họ đi ra ngoài một vòng lập tức cải biến thái độ tỏ vẻ bác sĩ alan cùng thám tử moriarty không có hiềm nghi gì chỉ cần ký một cái ở trên khẩu cung là có thể rời khỏi alan có chút kinh ngạc đối với cái này glenn lại tuyệt không thấy kỳ quái cái này rõ ràng là có kẻ gác đêm ra mặt chỗ tốt khi anh bảo bác sĩ đi giáo đường đầy sao tìm giám mục trước đã được thể hiện trước khi ra khỏi cục cảnh sát glenn không chút nào bất ngờ thấy một bóng người tương đối quen thuộc đó là kẻ gác đêm trước đó đã tiến vào mộng cảnh của anh người có thể là đội trưởng kẻ gác đêm này vẫn mặc áo gió màu xám vừa thấy đã kháng lạnh hơn so với glenn đôi mắt màu lam của hắn ta đảo qua không có chút nào dị thường đã dời tầm mắt khỏi mặt glenn làm bộ mình chỉ là một vị đông đốc cao cấp bình thường. Klen cũng làm bộ mình chỉ là một thám tử tư bình thường đẩy mắt kính, đội lên mũ dạ tơ lụa, cùng bác sĩ Alan rời khỏi cục cảnh sát, lên xe ngựa. Sau khi ra lệnh cho xa phu nhà mình trước đi phố Minsk, Alan quay đầu nhìn về phía Klen. Sherlock, cậu cảm thấy sự việc sẽ dừng ở đây chứ? Nếu thi thể nọ thật sự là Will Olsetin, anh hẳn sẽ không bị làm phiền nữa. Klen dừng một chút rồi nói, Alan, trong khoảng thời gian này, anh có cảm giác được chuyện gì cổ quái không? Bất kể là chuyện gì. Alan tập trung nghĩ, rồi lắc đầu nói. Không có. Vậy đáng ăn mừng rồi. Lên thở hắt ra, mỉm cười nói. Đối với anh mà nói, chuyện yêu ôn xe tin cứ chấm dứt như vậy là tốt nhất. Tuy hạt giấy mà lên gấp ở phía trên sương mù xám có thể sẽ không bại lộ cái gì, sau đó bói toán là không có vấn đề gì, nhưng anh chung quy vẫn có chút lo lắng kẻ gác đêm kia đột nhiên có suy nghĩ mới lạ mượn một ít manh mối này tìm được cái gì đó mà hôm nay theo yêu ông xe tin chết đi án này có lẽ rất nhanh sẽ đi vào đường chết được cất vào hồ sơ tạm thời tuyên cáo chấm dứt không có tình huống gì mới sẽ không có ai chú ý đến nữa alan trầm tĩnh lại ngược lại nghi hoặc nói thẳng thắn mà nói tôi cũng không thấy khẩu cung của tôi có sức thuyết phục quá mạnh cảnh sát vì sao cuối cùng lựa chọn tin tưởng tôi cũng không biết. Glenn cố ý giả ngu nói, tôi còn tưởng rằng tôi lại để cho luật sư của tôi đến đưa tôi về nhà, không, nộp tiền bảo lãnh đưa tôi về nhà. Alan hiếm thấy nhếch lên khóe miệng nói. Sherlock, ở chuyện vào cục cảnh sát này, cậu tựa như có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Glenn cười một tiếng, thâm trầm hồi đáp. Đây là số mệnh của mỗi một vị thám tử tư. Ngay tại thời điểm Glenn cùng Alan ở phụ cận Nghĩa Trang Green bị đưa vào cục cảnh sát, phớt quan mặt váy dài thanh lịch màu đen đầu đội mũ mềm màu đen có tấm ren mỏng rủ xuống đi vào nghĩa trang hơi yên tĩnh kia tìm phần mộ thuộc về bà an cô ở một giờ trước đã cùng hiu đi khu quynh đi tìm tử tức lê linh thu được đối phương trả lời thuyết phục nguyện ý cho mượn 400 bản còn không thu lợi tức gì yêu cầu duy nhất của tử tức lê linh là hai phi phàm giả cùng hắn ta tham gia tụ hội ngài a triệu tập vào tối nay bảo hộ hắn ta an toàn hắn ta gấp gáp sưu tập kết tinh nọc độc sứ vương miệng để hoàn thành điều chế ma dược dược sư sừng phi mã một sừng trưởng thành đã tìm được từ trong kho gia tộc của ari lấy danh nghĩa làm thực nghiệm sinh vật học lấy ra một cây cái này hữu hiệu triệt tiêu bộ phận nợ nần của cô mà cô còn đưa ra một điều kiện thêm vào để cho tử tức lê linh mượn dùng mấy đứa nhỏ của công tước nê găng xác nhận tiêu bản cự long trong kho của đối phương có thuộc về kẻ săn bắn thiên diện thú hay không xác nhận bên trong còn có điểm sáng lập lòe hay không. Sau khi mượn được tiền, Phất không vội khẩn cầu ngu giả tiên sinh để nhanh chóng hoàn thành giao dịch bởi vì cái này quá mức mau lẹ sẽ làm cho hưu trực giác cho rằng không đúng, từ đó sinh ra hoài nghi. Thừa dịp rảnh rỗi, Phất thay đổi quần áo, thuê xe ngựa đi vào nghĩa trang Green ở ngoại khu ô Tây. Sau khi biết định luật đặc tính phi phàm bảo toàn cùng bất diệt, Phớt đã rõ ràng tài liệu chủ để mình trở thành học đồ là đặc tính phi phàm bà An lưu lại, cô tương đương với kế thừa lực lượng của đối phương. Cho nên, cô khó có thể ngăn chặn muốn tới nơi này một lần, đặt một bó hoa ở trước mộ bia bà An nói một tiếng cảm ơn. Lúc này đã nhập đầu mùa đông, tuyệt đại bộ phận hoa đã sớm điêu linh, nhưng Phớt vẫn mua được một bó hoa tươi thanh lịch. Đây là đóa hoa bồi dưỡng ra từ trong nhà kính, giá có chút mắc cảm tạ phát minh của đại đế Russell. Phất nói một câu ở trong lòng. Theo cô biết, các quý tộc ở trên yến hội vào đông dùng là loại hoa này, đại bộ phận đến từ nhà kính, số ít còn lại là từ địa khu phía nam ấm áp trực tiếp dùng khinh khí cầu đưa tới, cái này vượt qua phạm vi trung sản bình thường có thể thừa nhận. Đứng ở trước mộ bia màu đen, Phất nhìn thật sâu vài lần tấm ảnh chụp thuộc về bà An Shisha, cuối người đặt hoa tươi, nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn. Cô chợt đứng thẳng thân thể, nhắm mắt lại, im lặng nhớ lại chuyện của quá khứ. Đúng lúc này, cô nghe thấy một giọng nói hơi có vẻ già nua. Cô thật sự là một cô gái vừa thiện lương vừa hảo tâm. Phất trợn mắt nghiêng đầu, phát hiện ngài lo đến từ gia tộc Abraham kia không biết từ khi nào cũng đã xuất hiện ở nơi này, trong tay cũng cầm một bó hoa tươi thanh nhã. Không, cái này không là thiện lương, cũng không phải hảo tâm, Bà Anshisa từng mang đến một đoạn thời gian ấm áp khó có thể quên cho người mẹ đã mất đi của tôi. Phất chân thành nói. Ánh mắt của cô đột nhiên có chút ướt át. Khóe mắt lo rần sờ hơi nhăn lại, vừa buông hoa tươi, vừa thở dài nói. Cái này thuyết minh cô coi trọng tình nghĩa. Thuận miệng nói chuyện vài câu, Phất chuẩn bị cáo từ, lo rần sờ đang phất tay chào, đột nhiên ho khang kịch liệt. Khụ khụ khụ. Ông ta ho đến hai chân như nhũng ra, họ đến ngã xuống đất tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vì hít thở không thông mà chết làm một bác sĩ tốt nghiệp học viện chính quy phất không chút do dự xoay người trở lại ngồi xuống triển khai cấp cứu sau một phen bận rộn tình huống của lo sờ rốt cuộc ổn định xuống ông ta lau khô nước bọt trên khóe miệng mỉm cười nói với phất cô gái có thể đưa tôi về khách sạn không không thành vấn đề phất đỡ đối phương đứng dậy lo sờ nhìn về phía trước ánh mắt hơi có chút mất tiêu cự ông ta ho nhẹ một tiếng nửa bi thương nửa tự dẻo cười nói sinh mệnh của tôi có lẽ đã đến điểm cuối rồi khu tây khách sạn campensa Phớt đỡ lo rần sờ vào phòng để cho ông ta nằm ở trên giường đây là một khách sạn tương đối xa hoa trừ bỏ phòng tắm mỗi một chỗ đều trải thảm màu vàng xám êm dày trên tường còn treo một vài tác phẩm phỏng chế những bức tranh nổi danh lo rần sờ thở hổn hển một hơi nói Chẳng tạ cô, tiểu thư oan, xin tha thứ một người đã sắp chết không thể làm theo lễ nghi. Không, ngài lo rần sờ, vấn đề của ông đã giảm bớt, làm một bác sĩ từng hành nghề, tôi có thể đảm bảo nói như vậy với ông, ông còn có thể sống, chờ ông nghỉ ngơi một hồi, chúng ta sẽ đi phòng khám hoặc bệnh viện. Phất trấn an đối phương. Lo rần sờ cười cười nói, tình huống cơ thể của tôi chính tôi rất rõ ràng, cô không cần an ủi tôi, hơn nữa tôi là vị chim tinh sư nghiệp dư, tôi đã dự cảm đến tôi sẽ chết ở Bắc Lừng, chết ở trong khách sạn này. Trừ che giấu mặt ngoài, toàn bộ ông ta nói đều là nói thật, bản thân ông ta tuổi đã gần 80, sớm không phải câu con trai cường tráng tinh thần lúc trước nữa, nếu không phải danh sách ma dược mang đến tăng lên tố chất thân thể nhất định, ông có lẽ đã được an táng ở nghĩa trang nào đó rồi. Vốn lo rần sờ cảm thấy mình còn có thể sống 10 năm, ai ngờ tao ngộ phản loạn do lữ hành gia bô tiếp giấy lên, bị thương tương đối nghiêm trọng ở trong tay hội cực quan, con cháu còn lại của ông ta toàn bộ cũng đã chết ở trong trận tai nạn kia. Điều này mang đến cho ông ta đã kích thật lớn, làm cho ông suýt nữa không thể duy trì được, mà hành động đến bắt lừng tìm kiếm hai người anh em cùng dòng họ, lại chỉ nhận được kết quả đối phương đã sớm mất rồi, lại tạo thành thương tổn nhất định đối với tinh thần của ông ta. Các loại sự việc cộng dồn cùng một chỗ, lo rần sờ rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình đã đi tới cuối ông ban đầu tính lại đi đặt bó hoa trước mộ của La Bulu cùng An Shisha, tiếp theo lập tức quay về, gặp mặt các thành viên khác của hội trưởng lão gia tộc, bàn giao hậu sự, nhưng tình huống tuổi già, thật sự là nói không được nhanh chậm thế nào. Không đợi Phớt mở miệng, lo rần sờ gian nan từ trong túi bên sườn lấy ra một bản bút ký lớn bằng bàn tay. Bản bút ký nọ bề ngoài cứng màu xanh đồng, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ xa xưa. Mặt ngoài của nó dùng tiếng phô sắc cổ viết một đoạn tôi đã đến, tôi nhìn thấy, tôi ghi lại. Lo rần sờ mang bản bút ký nọ đặt ở trên chăn trước ngực, hít vào một hơi nói. Cô oan, nếu tôi chết ở chỗ này, cô có thể giúp tôi đưa nó đến cảng Puliter không? Ngài lo rần sờ, ông không có việc gì đâu. Phất Cường Điệu nói. Cùng lúc đó, cô theo bản năng nhìn bản bút ký kia, phát hiện nó cũng không dày. Bên trong tổng cộng có ba loại giấy, một loại hiện ra màu sắc khô vàng có vẻ như khô giòn, số lượng cực kỳ thưa thớt một loại giống như da dây nâu vàng số lượng trung đẳng một loại chính là giấy trắng phổ bình số lượng nhiều nhất lo rần sờ cười thực cố hết sức nói tôi nói là nếu cô oan cô sẽ hỗ trợ chứ cảng politer cũng không xa cũng không tính là đi gì xa xôi nếu thời gian gấp ở dưới tình huống có xe lửa hơi nước tôi thậm chí có thể nửa ngày qua lại Phớt gật đầu nói lo rần sờ thở ra một hơi tinh thần tựa như khôi phục một chút. Sau khi tôi chết, cô chờ 10 phút, từ trên thi thể của tôi lấy đi một vật phẩm phát ra ánh sáng, mang nó với bản bút ký này đưa đến trong tay Dorian Gray Hiệp hội Ngư dân Cảng Pulitzer. Tiền mặt trong ví của tôi có 42 bản là thù lao cùng cảm tạ tôi đưa cho cô, quần áo của tôi thì cùng thiêu thành tro tàn với tôi đi. Không, ông không cần cho tôi thứ gì, không, ông không có vấn đề gì đâu, ngài lo rần sờ. Phất Thành Thẩn nói. Lo rần sờ giống như không có nghe thấy cô đang nói cái gì, như tự nói nhỏ. Có lẽ Dorian còn có thể cho cô một ít tưởng thưởng khác. Bất quá cái này quyết định bởi ý nghĩ của chính cô. Tôi tin tưởng cô. Từ chuyện Anissa có thể nhìn ra cô là một cô gái tốt. Ông ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, nói với Phớt: Cô An, có thể đi lầu một lấy cho tôi bình nước sôi không? Nhân viên phục vụ không biết khi nào mới lại đây. Không thành vấn đề. Phớt cũng không nghĩ nhiều lấy bình nước sôi, đi ra khỏi phòng. Đi vài bước, cô đột nhiên cảm thấy không đúng, bởi vì bình thủy trong tay nặng trịch, rõ ràng còn không ít. Phất đang định quay lại hỏi, chợt nhận thấy trong phòng có linh tính dao động mãnh liệt. Đây là... Phất đầu tiên là giật mình ngẩn ra, chợt rõ ràng ý đồ của ngài lo Theo tử vong tới gần, ông ta rõ ràng cảm giác được trạng thái thân thể bắt đầu không đúng, sợ hãi bởi vậy mất đi khống chế, biến thành một quái vật ông ta muốn chết đi như nhân loại, mà không phải chết đi như quái vật, cho nên ông ta lựa chọn tự chấm dứt sinh mệnh. Đây là thể diện cuối cùng của một phi phàm giả. Đương nhiên, nếu biến thành quái vật, toàn bộ bố trí của ông ta đều sẽ theo đó mà thất bại. Nghĩ đến đây, Phất ảm đạm, đứng ở bên ngoài chờ đợi khoảng 10 phút mới đẩy cửa đi vào. Cô thấy lo rần sờ không tiếng động nằm ở trên giường, tựa như già nua đi rất nhiều, bên cạnh có đặt một viên kim cương lớn chừng con mắt. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, ở trên viên, kim cương, kia không ngừng chiếc xạ, hình thành cảnh tượng xinh đẹp giống như tinh huy. Hô! Phất thở hắt ra, thật sự kiểm tra một lần, phát hiện nguyên nhân lo rần sờ chết là trái tim đột nhiên ngừng đập bình thường nhất. Khu Giao Út, số 15 phố Minh. Lên về tới nhà nghỉ ngơi một hồi, đi phía trên sương mù xám, tính bói toán một chút chuyện yêu ôn xe Onsetin. Anh để cho con hạt giấy bay ra từ đống đồ linh tinh trong góc, dừng ở trên bàn dài đồng xanh trước mặt, sau đó lấy xuống con lắc thạch anh quấn quanh cổ tay. Đồng thời khi tay trái nắm con lắc, lên mượn dùng minh tưởng điều chỉnh tốt trạng thái, nhớ lại cảnh tượng thấy được ở trong rừng cây bên ngoài nghĩa trang. Có chi tiết anh chưa chắc đã chú ý tới, nhưng linh tính của anh khẳng định không có sơ hở, lần bói toán này chủ yếu chính là lợi dụng điểm ấy, cùng dựa vào bài trừ quấy nhiễu của sương mù xám. Sau khi làm xong chuẩn bị, lên thể hiện ra tấm da dê mới, Viết xuống câu bói toán Will Onsetin đã hoàn toàn tử vong Ngay sau đó, anh mang hạt giấy đặt ở bên cạnh câu bói toán Để cho con lắc thạch anh hạ xuống suýt nửa chạm vào những câu này Sau khi tiến vào trạng thái minh tưởng Hoàn thành toàn bộ các bước của Linh Bãi Pháp Glenn mở to mắt, nhìn về phía kết quả Con lắc thạch anh đang chuyển động nghịch kim đồng hồ Tốc độ khá nhanh, biên độ không nhỏ Cái này thể hiện phủ định cái này thể hiện will onsetin không có hoàn toàn tử vong cái này glenn vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa cảm thấy cái này tựa như ở trong dự tính anh ngẫm nghĩ một lần nữa thay đổi câu bói toán thi thể nọ là will onsetin lúc này đây con lắc cho gợi ý khẳng định cổ thi thể nọ quả thật thuộc về will onsetin glenn mơ hồ có ý tưởng lại viết xuống câu bói toán mới thi thể will onsetin sẽ sống lại sau khi bình tâm tĩnh khí làm lần nữa lên thấy được gợi ý xoay tròn nghịch kim đồng hồ tốc độ cực nhanh cái này thuyết minh thi thể uonsetin sẽ không sống lại cũng chính là sẽ không thi biến xem ra là Usetin chủ động hoặc bị động từ bỏ thân thể dùng phương thức nào khác tồn tại chuyện này có liên quan đến trắng thủy ngân lên thử bói toán nội dung khác nhưng đều thu hoạch kết quả thất bại phương diện này bao gồm trạng thái trước mắt của biosetin bất quá khi anh dùng bói mộng cảnh lặp lại bói toán trước đó hỏi vị trí hiện tại của will vẫn thu được hình ảnh tương tự căn phòng đen tuyền tiếng nước chảy róc rách nhưng cái này làm cho người ta cảm giác tựa như có chút khác nhau bỏ đi không cần thiết lãng phí thời gian mình cũng không chuẩn bị nhúng vào lên thu hồi con lắc chuẩn bị quay về thế giới hiện thực thông qua bói toán vừa rồi cùng các loại sự việc trước đó anh mơ hồ có một suy đoán đối với will nhưng không thể chứng thực. Anh hoài nghi Will Olsetin là một trắng thủy ngân khác. Làm danh sách một, trắng thủy ngân cũng không duy nhất, nhiều nhất có thể có ba con đồng thời tồn tại. Trắng thủy ngân chấp chưởng vận mệnh, tự nhiên có thể thông qua hạt giấy vô cùng đơn giản định vị vị trí tinh linh thể của Alan, chế tạo gợi ý giả dối cho đối phương, cùng không hề nghi ngờ có năng lực một lời thay đổi vận mệnh cá nhân nào đó. Will Olsetin không biết vì sao trở nên suy yếu, đang thừa nhận, trắng thủy ngân, thứ hai uy hiếp, tất cả hắn ta đều là vì thoát khỏi đối phương. Về phần lý do xung đột giữa chúng, đáp án rất đơn giản. Thời điểm không có danh sách không, có thể đồng thời tồn tại ba vị danh sách một, mà một khi có danh sách không, sẽ không có danh sách một. Đối với những lời này, phối phương ma dược khắc hoàng đế đã thuyết minh hàm nghĩa chân chính. Một trong những tài liệu chủ của phối phương là Hai đặc tính phi phàm, thí tự thân vương Ký tự thân vương đúng là danh sách một đường tắt hắc hoàng đế. Là một danh sách một, nếu muốn tấn thăng danh sách không, ngươi phải lấy được toàn bộ đặc tính phi phàm hai danh sách một khác cùng đường tắt. Đúng là có suy đoán như vậy, Glenn càng thêm không dám nhúng vào chuyện xe tim. Nếu suy đoán của mình là chính xác, đó chính là thần tiên đánh nhau hàng thật giá thật, không thể trêu vào không thể trêu vào. Glenn linh tính hạ xuống, biến mất ở trong cung điện phía trên sương mù xám xa xưa khu Quynh, trong một tòa nhà không tính bắt mắt ở trong này, tụ hội phi phàm giả do ngài A triệu tập đúng hạn tiến hành. Phất cùng hiu thay đổi trang phục, cùng tử tức Lê Linh mang mặt nạ sắc tiến vào đại sảnh, tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Tử tức Lê Linh ở trước khi tụ hội chính thức bắt đầu, dành trước mang nhu cầu của bản thân viết cho người phục vụ, cùng cầu nguyện với nữ thần, hy vọng sau đó có người đáp lại. Phất vẫn lười biến giống như bình thường, lại hiếm có đội mũ trùng, dùng cái bóng của nó che khuất khuôn mặt. Cô đang hồi tưởng chuyện của ngài lo rần sờ. Viên kim cương lớn bằng con mắt kia là cái gì? Cô cực kỳ rõ ràng, đó là đặc tính phi phàm đối phương lưu lại, nhưng cô tạm thời không thể xác nhận nó thuộc về danh sách mấy. Bản bút ký nọ, phất tùy tay lật lật, phát hiện rất nhiều trang giấy bên trong còn trống, mà bộ phận có nội dung viết, tràn ngập các loại phù hiệu tượng trưng cùng đánh dấu ma pháp kỳ dị, cổ quái, thần bí, hoàn toàn vượt qua phạm vi tri thức của Phất. Là cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là mình phải tuân thủ lời hứa. Phất tự nhắc nhở bản thân một câu. Lúc này, ngài A ngồi ở trên sofa đơn, mũ trùng khoa trương khàng khàng mở miệng. Tôi có một nhiệm vụ. Giúp tôi tìm kiếm một ít người tín ngưỡng cái gọi là ngu giả. A. À, Phất đột nhiên từ trong suy nghĩ của bản thân giật mình tỉnh táo lại. Ngu giả. Nhóm phi phàm giả tham gia tụ hội Ngài A hoặc tự mình lẩm bẩm những từ này, hoặc cùng đồng bạn châu đầu ghé tai, thảo luận có gặp qua người tín ngưỡng tương tự hay không. Khi nào thì xuất hiện một tà giáo như vậy? Có người nghi hoặc nói nhỏ. Lúc này, Ngài A để cho người phục vụ bên cạnh dơ lên một tấm bảng đen, mặt trên dùng tiếng Ruen viết mấy cụm từ. Không thuộc về thời đại này ngu giả, sưng sám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng hảo vận hoàng hắc chi vương mọi người trong quá trình xem kỹ bản đen ngài a dùng thanh âm càng càng làm cho người ta không cảm thấy thoải mái nói không cần dùng tiếng Hermes niệm ra nội dung trên đó tiếng cự nhân tiếng tinh linh tiếng cự long cùng tiếng Hermes cổ càng không được thậm chí không thể dùng chúng viết miêu tả đối ứng nếu không đại khái có thể phát sinh chuyện đáng sợ giúp tôi tìm kiếm người tín ngưỡng ngu giả này đương nhiên bọn họ cũng khả năng tùy tùng xương xám phía trên thần bí chúa tể chấp chưởng hảo vận hoàng hắc chi vương chỉ cần thu được một chút manh mối, lập tức nói cho tôi biết, tôi sẽ cho thù lao dày vượt quá các người tưởng tượng. Cái miêu tả này nghe lên là một tồn tại khó lường, xưng hô cùng loại tôi chỉ thấy qua ở trong điển tịch bảy thần. Mỗi thành viên tụ hội sợ hãi thang ra tiếng. Đồng bạn của hắn ta thì lắc đầu nói, rất nhiều đối tượng tà giáo thờ phụng cũng sẽ có miêu tả kiểu này. Thật sự là tổ chức tà giáo. Thành viên tụ hội khác nghe bọn họ thảo luận ngạc nhiên bật thốt lên hẳn vậy nói chung chúng ta triệu hồi sinh vật linh giới có lẽ cũng sẽ có ba đoạn miêu tả như vậy nhưng một đoạn trong đó tất phải là chiếu cố ai đó ai đó ai đó hoặc cùng loại thứ gì đó chỉ thuộc về ai đó sẽ không là loại hình thức này một thành viên tụ hội tinh thông thần bí học đưa ra căn cứ lý luận đồng thời khi bọn họ nhiệt liệt trao đổi phất hầu như ngốc ở tại đó cái này không phải là tôn danh ngu giả tiên sinh sao Tuy là dùng tiếng Ruen miêu tả, nhưng mình không hề nghi ngờ có thể khẳng định. Ngài A sao lại muốn tìm tín đồ ngu giả tiên sinh? Đây là ý đồ của hội cực quan. Phớt trong đầu lộn xộn một mảng. Cô biết Ngài A là thành viên hội cực quan, là vì trong sự kiện bê cơn đại sứ Intis gặp ám sát trước đó, tổ chức khủng bố nào đó đã cao giọng tuyên bố phụ trách. Sau kinh ngạc ngắn ngủi, Phớt theo bản năng quan sát bản thân, lo lắng bị người phát hiện mình đã là thành viên hội Taro, là quyến giả, ngu giả, trên ý nghĩa nào đó. Mình chỉ dựa theo văn cổ Hermes trên tờ giấy kia niệm ra tôn danh, ngu giả, tiên sinh, đã bị kéo vào phía trên sương mù xám, hoàn toàn không có ai biết chuyện này, căn bản không sợ điều tra. Nhưng trang giấy có tôn danh, ngu giả, tiên sinh là có nguồn gốc, nó giấu ở trong bộ sách mà mình mượn từ chỗ tử tước Lê Linh. Phớt trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động không thuộc về thời đại này ngu giả. Cái này không phải miêu tả mà mình đã nhìn thấy ở trên tờ giấy kia sao. Mình thậm chí còn mơ thấy một tà linh. Cùng lúc đó, Hiêu cũng nhớ lại sự việc làm cho cô lòng còn sợ hãi, nhưng kinh nghiệm thợ săn tiền thưởng đáng kể đã giúp cho cô không có bại lộ gì dị thường. Theo sau đó, cô thuận thế ngược về trước đó, suy nghĩ về lai lịch tờ giấy. Nó giấu ở trong lịch sử quý tộc vương quốc Ruen lịch sử quý tộc vương quốc ruen là mình mượn từ trong phòng sách tử tước lê linh bỗng nhiên trong đầu phớt cùng Hiêu đồng thời hiện lên tên một người tử tước lê linh mà lúc này tử tước lê linh đang nhìn tấm bản đen kia hứng thú lẩm bẩm cái tôn danh này rất ít gặp nhưng nghe lên có vẻ cực kỳ lợi hại vừa dứt lời hắn ta nghi hoặc nhìn trái phải nói phớt cùng Hiêu các cô vì sao nhìn tôi như vậy không có gì không có gì. Hiêu cùng Phớt đồng thời lắc đầu với tần suất cao. Sau bữa tối, trong một căn phòng trang trí thanh lịch, Ari dẫn theo chó lông vàng Susie, ở dưới thầy giáo tâm lý học ít Lam dẫn dắt, tiến vào phòng khách, đây là tụ hội, học thuật, tuần trước đã nói. Nữ hầu của cô, vệ sĩ của cô, toàn bộ lưu ở nơi này, mà cô thì cùng Susie đi về phía căn phòng rộng rãi kia. Bên trong phòng, không biết là vì không khí, hay là nguyên nhân gì khác, từng ngọn đèn tường khí gas chưa được thắp lên, ánh sáng trong phòng hoàn toàn dựa vào những ngọn nến có đế mạ vàng ở trên bàn trà, tủ bát cung cấp. Ari còn chưa kịp cẩn thận quan sát hoàn cảnh, đã thấy một quý ngài mặc áo bành tô màu xám chừng 30 tuổi đi thẳng lại đây. Vị này là chủ nhân nơi này, ngài Stephen Hamper, thương nhân gia cụ. Ít lam tóc dài đến thắt lưng giới thiệu. Cô đang chuẩn bị giới thiệu thân phận của Ari, Hamper đã cười ha ha nói. Ít lam, không cần nói, cho ta một cơ hội suy đoán. Ông ta có hai hàng ri nhỏ cắt tỉa thật sự chỉnh tề cùng một đôi mắt màu nâu sậm mê người, có vẻ cực kỳ tao nhã, không giống thương nhân gia cụ, càng giống như giáo sư đại học. Cẩn thận đánh giá Ari vài lần, ông ta mỉm cười nói. Ít Lam chỉ nói qua cô là học sinh của cô ta, ha ha, tôi cho rằng cô là một vị tiểu thư quý tộc có tu dưỡng, hơn nữa không phải loại hình thích thể hiện bề ngoài, cô không hề nghi ngờ là không cần lo lắng chất lượng cuộc sống hạ xuống cô có chút kích động cô rất tò mò cô tương đối đơn thuần giàu tình cảm đương nhiên một điểm rõ ràng nhất là cô cực kỳ xinh đẹp tựa như một thiên sứ ông ta kết lại bằng một câu nói đùa tiếp theo đưa tay ấn ngực cúi người cúi đầu nói hoan nghênh cô tiểu thư thiên sứ xinh đẹp ông nói đều đúng không hổ là thành viên hội tâm lý luyện kim bất quá ông quan sát thấy đều là tôi ở mấy tháng trước đều là biểu hiện mà tôi cố ý thể hiện ra ari vừa rụt rè vừa ngạc nhiên mở miệng ngài hamper trước đây ông quen với tôi sao cô không để cho vẻ mặt kinh ngạc dừng lại quá nhiều ở trên mặt bởi vì cảm xúc cùng loại bản thân nó là thuộc về phản ứng trong phút chốc không có khả năng kéo dài liên tục một khi ai đó kinh ngạc đạt tới vài giây vậy đã nói lên biểu hiện của người đó rất có thể là giả vờ ari ban đầu cũng không có chú ý tới điểm này nhưng quan sát người khác diễn trò lâu tự nhiên đã tổng kết ra không ít quy luật không tôi đến giờ cũng không biết cô cái này chỉ là tố chất cơ bản của một người đam mê tâm lý học mà thôi hamper cười khẽ một tiếng ông ta còn chưa dứt lời ari đã hoàn thành quan sát của bản thân cùng kết hợp hoàn cảnh xung quanh đưa ra phán đoán tương ứng quần áo ăn mặc của ông ta bố trí phòng ốc của ông ta đều nói rõ ông ta là một người rất để ý đến thể diện của bản thân. Viên ngọc bích trên nhẫn ở tay trái ông ta xem qua không nhỏ, phẩm chất thực tế cũng thường, lại không có chứa phù hiệu tượng trưng cùng đánh dấu ma pháp ở trong. Tình huống kinh tế của ông ta không tốt giống như biểu hiện ra ngoài. Ông ta thực hư vinh. Ông ta vừa rồi tuy thực nhiệt tình, nhưng tư thế đứng thẳng, chỉ hướng của hai chân, màu sắc cảm xúc biến hóa, đều nói rõ ông ta còn có không ít băng khoăn, tương đương đề phòng ông ta thiệt tình thành ý khen diện mạo của mình lại không giống như là nam đang nhìn nữ trên mặt hắn có dấu vết trang điểm chân mày khẳng định có vẻ qua tay nghề so ra kém nữ hầu trang điểm solia của mình nhưng tốt hơn mình nước hoa trên người ông ta là mê man mình chỉ thấy nữ dùng ô ông ta thích hẳn là nam hơn nữa sắm vai của ông ta là phía tương đối yếu thế cùng lúc đó ari thuần thục biểu hiện ra hướng tới của bản thân ngài hamper tôi thật muốn có được sức quan sát giống như ông khi nói chuyện cô còn kèm theo cười nhẹ ở dưới hamburger cùng íp lam dẫn dắt làm quen với bảy tám người còn lại bên trong phòng những người đam mê thần bí học cùng tâm lý học này có là hậu duệ quý tộc xuống dốc có là phó giáo sư đại học có là con nhà phú hào ví dụ như có người trẻ tuổi phụ thân là ông chủ cửa hàng bách hóa philip nổi danh nhất bắc lừng trong trao đổi kế tiếp ari cơ bản chỉ nghe không nói nói cũng là mở miệng hỏi vấn đề thể hiện đầy đủ sự tò mò cùng hướng tới của bản thân trong thảo luận học thuật lần này đám người islam hamper cố ý đề cập lấy thái thể cùng tâm trí thể đề cập tới linh giới cùng tiềm thức tập thể đồng thời đưa ra một ít quan điểm tương đối độc đáo để cho ari dần dần hiểu rõ bộ phận nghi hoặc bình thường tích lũy đợi khi chấm dứt đi ra khỏi căn nhà ari liếc mắt nhìn islam bên cạnh một cái hơi có vẻ ngây thơ hỏi cô islam tôi, tôi khi nào thì mới có thể ở ưu tú trên lĩnh vực tâm lý học giống như, giống như ngài Hamper. Ít Lam khóe miệng nhếch lên, hơi nghiêng đầu, nhìn cô nói. Rất nhanh. Ban đêm, Glenn đang chuẩn bị tiếng ổ chăn lại đi vào phía trên sương mù xám. Anh đang hơi chút buồn ngủ chợt bị tin tức mà tiểu thư, ma thuật sư, báo cho biết chấn đến vô cùng thanh tĩnh. Hội cực quan biết, ngu giả. Biết công danh của mình. Chân thực tạo vật chủ tập trung vào mình lên đột nhiên ngồi thẳng như lâm đại địch anh nhanh chóng phủ định suy đoán cuối cùng nếu chân thực tạo vật chủ quả thật tập trung vào mình ngài a sớm đã tới cửa thu nợ rồi thậm chí có khả năng đến cả một vị thánh giả nói cách khác chỉ biết ngu giả cùng tôn danh tương ứng biết manh mối ở bác lừng ai tiết lộ tin tức lên nhíu mày cẩn thận hồi tưởng rất nhanh anh phát hiện một khả năng gần đây có thái dương tụng niệm tôn danh của mình hơn nữa là ở thời điểm có đội viên tiểu đội thăm dò bị chân thực tạo vật chủ ô nhiễm cùng xuất hiện. Cậu ta cử hành nghi thức hiến tế, hiện trường hẳn là có phù hiệu đối ứng tượng trưng, ngu giả, có thể hiện ra cung điện xa xưa phía trên sương mù xám. Cho nên, chân thực tạo vật chủ đã nhận ra ngu giả tồn tại, cùng xác định mình chính là tên trước đó bán bổ, không đúng, quấy rầy, cũng không đúng, nhìn trộm hắn. Còn có, Thái Dương lúc ấy có dùng con mắt đen kịp bên trong ẩn chứa tinh thần chân thực tạo vật chủ ô nhiễm. Hắn thông qua cái này, xác định quyến giả hoặc tín đồ của mình thường lui tới ở bắc lừng. Về sau không thể mang con mắt đen kịp ra ngoài. Sau khi đại khái rõ ràng vấn đề, lên lại lâm vào một nghi hoặc. Ngài A ở một tụ hội phi phàm giả không tính quá riêng tư, tương đối rộng mở treo thưởng tìm kiếm tín đồ ngu giả, là đầu óc quả thật không đủ dùng, hay là cố ý câu cá. Ai, Hội cực quan đều là đồ điên cố chấp, đầu đều như bị phá hỏng cả rồi, căn bản không có cách nào phỏng đoán ý đồ chân thật của bọn họ. Đây chính là, chỉ cần tao điên, mày khẳng định không đoán ra tao đang suy nghĩ cái gì. Phía trên sương mù xám, cung điện nguy nga lẳng lặng sừng sững. Lên ngón tay có tiết tấu gõ lên mép bàn dài đồng xanh, chuyên tâm suy nghĩ mình nên chọn dùng dạng đối sách gì để đối mặt với bi hiếp từ hội cực quan cùng ngài a. Ở dưới tình huống khó có thể biết rõ ràng ý đồ chân thật của đối phương, anh theo bản năng có ý tưởng. Cử báo ngài A. Cử báo tụ hội phi pháp. Lên có thể rất đơn giản từ chỗ tiểu thư, ma thuật sư, biết địa điểm tụ hội do ngài A triệu tập, từ đó bí mật cử báo về phía kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hoặc là máy móc chi tâm. Một vị thần sứ hội cực quan tuyệt đối có thể dẫn đến đủ coi trọng. Đến lúc đó, ngài A chỉ sợ không thể bảo toàn bản thân, Càng đừng nói theo đuổi điều tra tính đồ, ngu giả. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này khẳng định sẽ liên lụy một đám phi phàm giả vô tội, hơn nữa lên hoài nghi đây là lý do ngài a trực tiếp treo giải thưởng tính đồ, ngu giả. Hắn ta có lẽ đã sớm sắp xếp tốt đường lui, một khi bị người cử báo, là có thể rõ ràng xác nhận trong tụ hội trước đó có người của ngu giả. Về phần cụ thể là ai, cái này cũng không quan trọng ngài a cùng đám điên hội cực quan tuyệt đối làm được chuyện thà bắt lầm còn hơn bỏ sót mà phi phàm giả chỉ cần rơi vào trong tay bọn họ tuyệt đại bộ phận sẽ không có cách nào khác giấu giếm được bí mật hội cực quan hoặc là nói đường tắt người chăn cừu lấy chân thực tạo vật chủ làm đại biểu am hiểu nhất chính là ô nhiễm người khác khi phi phàm giả tam quan hoàn toàn vặn vẹo khi tín ngưỡng chân thực tạo vật chủ phát ra từ trong lòng còn có chuyện gì có thể giữ bí mật không phải không có biện pháp khác tốt nhất không cần cử báo. Lên dựa lưng ra sau, Thu Liễm suy nghĩ lung tung, một lần nữa suy xét lại cả câu chuyện. Ngẫm nghĩ, anh bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Trên thế giới này căn bản không tồn tại tín đồ cùng quyến giả, ngu giả. Ngay cả thành viên hội Taro cũng chỉ có ít ỏi vài người, hơn nữa không ai lộ tình huống tương ứng ra ngoài. Nói cách khác, hội cực quan căn bản tìm không thấy manh mối tương ứng. Không có gì để lo lắng. Kết quả xấu duy nhất chính là, ngu giả bị treo ở chỗ chân thực tạo vật chủ, cảm giác bị một vị tà thần thời khắc nhằm vào không phải là quá tốt, nhưng cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến phương diện khác. Lên có chút suy nghĩ gật gật đầu. Anh suy xét rất rõ ràng, cả câu chuyện chỉ có sơ hở ở chỗ anh từng lấy văn thư Hermes cổ viết danh hiệu, ngu giả làm mật mã tài khoản không ký danh, nhưng theo nghi thức hiến tế cùng ban cho đã chứng thực có thể sử dụng, tài khoản này đã bỏ hoang từ lâu, sớm bị quên đi. Đã gần một tháng rưỡi nay, không ai sao mật mã bị lên chú ý, là có thể suy đoán ra tình huống cụ thể. Kể từ đó, viên chức ngân hàng tiếp xúc với mật mã rõ ràng không biết thần bí học này không có khả năng lộ ra chuyện này đối với ai, mà phi phàm giả này nhiều lắm dùng tiếng Ruen để hỏi, cho dù tìm đúng người, đối phương cũng không thể mang nội dung miêu tả bằng tiếng Ruen cùng mật mã tiếng Hermes của liên hệ cùng một chỗ. Nếu có ai sao lại, mình có thể biết trước tiên, có thể làm ra ứng đối hữu hiệu, Nói đến, cho dù bị người phát hiện mật mã có vấn đề, cũng khó truy ra đến Sherlock Moriarty, mình mỗi lần đều sử dụng thủ đoạn nhất định, thời điểm tiền của tiểu thư, chính nghĩa còn cũng đủ cẩn thận, trong tiếng gõ khẽ lóc cốc, lên trầm tĩnh lại, khẽ cười nói. Các người nghĩ, ngu giả, có rất nhiều quyến giả, rất nhiều tín đồ, bởi vậy tất nhiên tồn tại manh mối khó có thể xóa bỏ. Sai, mười phần sai, tín đồ cùng quyến giả, ngu giả, chỉ có một. Đó chính là một mình ta. Nói tới đây, anh nhịn không được cười tự dẻo. Cái này giống như là chuyện không có gì đáng để kiêu ngạo. Gần đây phải cẩn thận một chút, không đánh cờ hiệu ngu giả. Lên tự mình nhắc nhở một câu, chuyển đáp lại khẩn cầu của tiểu thư ma thuật sư. Anh điều chỉnh tư thế, giọng trầm thấp hòa hoãn nói. Không cần để ý. Không cần để ý. Phất thu được một đáp án vừa làm cho cô kinh ngạc, lại cảm thấy lý nên như thế trong mắt ở ngu giả tiên sinh hội cực quan chỉ là một đám kiến phớt lại thấp tụng tôn danh tò mò hỏi một câu ngu giả tiên sinh tôn kính hội cực quan tín ngưỡng vào vị tồn tại nào chợt cô thấy ngu giả tiên sinh ngồi ở trên ghế giữa trung ương sương mù xám tư thái nhàn nhã nói chân thực tạo vật chủ chân thực tạo vật chủ phớt mắt chợt trợn to nháy mắt rõ ràng nguyên do ngài a đột nhiên tìm kiếm tín đồ ngu giả vị thiếu niên thái dương thành bạch ngân kia mượn dùng hội ta rô trợ giúp thành công vạch trần tiểu đội thăm dò dị thường thất bại mưu đồ chân thực tạo vật chủ sau lưng chuyện này lạc ngu giả tiên sinh đối kháng cùng đấu tranh với chân thực tạo vật chủ Phớt không dám hỏi nhiều nữa nhanh mang chuyện hôm nay gặp thành viên gia tộc abraham đơn giản nói một lần cùng đề tập tới di chúc của lo đề tập tới bản bút ký kỳ lạ kia cùng đặc tính phi phàm đối phương lưu lại ngu giả tiên sinh tôn kính Tôi nên làm như thế nào? Cô không quá tự tin nói. Làm như thế nào? Tiểu thư, ma thuật sư, vận may thực không tệ. Vì sao mình không gặp qua loại chuyện tốt này? Glenn cười nhẹ đáp lại. Dựa theo ý tưởng chân thật nhất trong lòng cô mà đi làm. Anh không chút lo lắng Dorian Gray Hiệp hội Ngư dân Cảng Pulitzer sẽ nguy hại đến tiểu thư, ma thuật sư, bởi vì anh biết dây xích tay đối phương còn có hai viên đá, còn có thể tiến hành hai lần truyền tống lên giới ý tưởng chân thật nhất trong lòng mình. Phớt có chút suy nghĩ cuối thấp đầu nói. Tôi rõ ràng, cảm ơn ngài, ngu giả tiên sinh. Cô quyết định ngày mai phải đi mua vé xe lửa hơi nước, dùng loại phương tiện giao thông này, từ Bắc Lừng đến cảng Pulitzer chỉ cần chừng một giờ, thậm chí khả năng còn chưa đến. Báo xong mọi chuyện, Phớt thỉnh cầu nghi thức cử hành hiến tế cùng ban cho, thu được trả lời thuyết phục, vì thế, cô dùng 600 bản tiền mặt đổi lấy đặc tính phi phàm, quan trị an cầm lấy vật phẩm lớn bằng nắm tay trẻ con tạo thành từ đen, đỏ sậm cùng trắng bạc ba màu, nhìn ánh sáng linh tính xinh đẹp kia, Phất vừa vui mừng vừa cảm thán. Hiu đã sớm có được tài liệu phụ trợ, cô ta rất nhanh có thể tấn thăng danh sách 8. Mà mình còn chưa biết khi nào thì mới có thể trở thành thảo thuật đại sư. Hy vọng mấy người ngài, người treo ngực, có thể nhanh chóng giúp mình tìm được tài liệu phi phàm tương ứng. Hiu luôn luôn vô ý thức sắm vai trọng tài giả, thật ra không cần lo lắng tiêu hóa ma dược đối với danh sách chính của cô ta, nhưng sau khi biến thành quan trị an, nên làm cái gì đây? Xin, ngu giả, tiên sinh, dùng trả giá nhất định đổi lấy chỉ dạy cách sắm vai. Hoặc là trực tiếp đề nghị cô ta lẫn vào đội ngũ cảnh sát. Trên cùng bàn dài loan lỗ, lên nhìn tiền mặt thật dày trước mặt, cẩn thận đếm mấy lần. Như vậy, mình có 1.230 bản, còn thiếu chừng 300 bản là có thể gom đủ tiền cho một món tài liệu phi phàm danh sách 6. Đương nhiên, 1.500 bản chỉ là giá mấu chốt nhất, giao dịch thực tế thường thường sẽ mắc hơn không ít. Gần đây còn có thể kiếm tiền từ nơi nào? Độc quyền xe đạp sắp đến, sang tay một bộ phận cổ phần công ty. Đúng rồi, mình thiếu chút nữa quên đặc thù của hội Taro, đặc tính phi phàm, người sói, tạm thời không có cách nào bán ở Bắc Lừng, để tránh bị cường giả danh sách cao hoa hồng học phái phát hiện, nhưng có thể mang sang nơi khác bán. Tụ hội lần sau để cho thế giới ra mặt, vĩ thắc người treo ngược chào hàng vật phẩm này ở biển Sunia, lấy trích phần trăm tương ứng làm thù lao. Khấu trừ tất cả tiêu phí, đặc tính phi phàm người sói ít nhất có thể mang đến cho mình một nghìn bản, là hoàn toàn đủ cho một món tài liệu phi phàm danh sách 6. Lên nhanh chóng có ý nghĩ, trong lòng yên ổn một chút. Có vẻ đáng tiếc là, tiểu thư hiu xem qua cũng không có tiền, sau khi trở thành quan trị an, cho dù cô ta có thể nhanh chóng tiêu hóa ma dược, cũng phải thật lâu mới có thể mua được đặc tính phi phàm đối ứng, kẻ thẩm vấn, mà tiểu thư, ma thuật sư, nếu như được gia tộc Abraham nhìn trúng. Phối phương ma dược tiếp sau, nhà chim tinh của mình sẽ không bán ra được. Cái này thật sự là làm cho người ta tiếc nuối mà. Lên thở dài một tiếng, về tới thế giới hiện thực. Sáng sớm thứ tư lên không có vị chân thực tạo vật chủ cùng hội cực quan nhớ thương truy ra mà mất ngủ, vừa ngủ đã thẳng đến hừng đông, khoái trá ra ngoài mua bánh nướng DC làm bữa sáng. Mà bánh nướng DC không hề nghi ngờ là cần phối với trà đá ngọt. Thời điểm hưởng thụ mỹ vị, lật xem báo, anh phát hiện quảng cáo của cửa hàng ần nờ, biết đêm mai sẽ có tụ hội phi phàm giả do ông lão trí tuệ chi nhãn triệu tập. Lần này có thể cầu mua tài liệu phi phàm tương ứng bất quá nơi đó đại khái sẽ không có, có cũng chỉ là tài liệu phụ trợ tóc naga biển sâu mà thôi. Lên tập trung suy nghĩ mình có thể sưu tập tài liệu từ con đường nào. Anh mở ra tay trái, dùng ngón tay đếm. Trong hội Taro, bao hàm đám người Thái Dương, người treo ngược, chính nghĩa đều tự có con đường, tụ hội ông lão, trí tuệ chi nhãn, tiểu thư vệ sĩ cùng Madrid, gần nhất tận lực không cần liên hệ với bọn họ, còn nữa, còn nữa, đúng rồi, quỷ hút máu em linh oai cậu ta không phải đã nói có thể viết thư thỉnh giáo một ít huyết tộc cường đại sao đây là tài nguyên nhân mạch nghĩ đến đây lên lập tức quyết định hôm nay đi giáo đường ha tìm em linh oai tuy hội cực quan không có khả năng truy tra đến anh nhưng vẫn mang đến cho anh cảm giác gấp gáp nhất định làm cho anh muốn tìm kiếm tài liệu phi phàm nhanh một chút chờ ma dược vừa tiêu hóa hết sẽ nhanh chóng tấn thăng danh sách sáu 10 giờ sáng phố râu sờ khu sao thờ brick lên mặt vét đuôi tôm lấy xuống mũ dạ tơ lụa chậm rãi đi vào giáo đường ha vét tương đối nhỏ liếc mắt nhìn một cái anh đã thấy thần phụ utraski giống như cự nhân cùng em linh quai áo bào giáo sĩ màu nâu người sau đang chà lau nến ở nơi đó một bộ dáng tâm đã muốn chết lặng thật đúng là trùng hợp mà đợi một chút cậu ta sẽ không cả ngày đều ở chỗ này chứ thẳng đến đêm mới về nhà lên tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, mà toàn bộ tín đồ trong giáo đường không vượt qua năm người. Em Linh Vai cũng nhìn thấy anh, trực tiếp buông khăn lau, đi tới, ngồi xuống bên cạnh. Quỷ hút máu này vẻ mặt trở nên sinh động hơn, cầm khẽ nhất, hắt một tiếng. Đột nhiên tới nơi này, là có chuyện muốn tìm tôi hỗ trợ à? Trong giáo đường Ha Vét. Lên nghiêng đầu liếc mắt nhìn em Linh Vai một cái, không phá hư không khí an bình nơi này, cố ý đè nặng tiếng cười nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại. Thiếu tiền à? Lời này vừa ra khỏi miệng, anh đã cảm thấy mình tựa như đang hỏi đối phương có biết Amway hay không. Em Linh đầu tiên là hơi ngạc nhiên, chợt cười nhạt nói. Không cần dùng tiền tài vũ nhục huyết tộc cao quý. Lên nhất thời a một tiếng, mắt nhìn Ultraski thần phụ cao lớn khôi ngô ở phía trước, giống như tùy ý nói. Theo tôi được biết, con rối thủ công càng tinh xảo là càng mắc, thậm chí có thể xưng được với sang quý nhất là cái loại cao bằng người em linh miệng mở ra ý đồ phản bác nhưng cuối cùng không thể thành lời lặng lẽ một hồi cậu ta ho nhẹ hai tiếng ra vẻ vô tình mở miệng nói cho tôi biết đi anh đến cùng muốn tôi hỗ trợ cái gì tôi không phải là một huyết tộc thích giải đố glenn không có nhìn quỷ hút máu bên cạnh tự cười tự nói tôi có người bạn sắp tấn thăng cần sưu tập tài liệu phi phàm tương ứng không biết cậu có thể giúp được không anh là đang hoài nghi năng lực của một vị huyết tộc. Em Linh vai ngạo mạng nói, cho dù tôi không có, cũng có thể viết thư hỏi những người cao quý hơn. Đây là cái tôi muốn. Lên lúc này đáp lại. Não bộ dị biến kẻ săn bắn thiên diện thú, 100ml máu của nó, da người đặc tính u ảnh, năm sợi tóc naga biển sâu, chỉ cần có thể lấy được một loại nào trong đó, tôi đều sẽ trả thù lao cho cậu, xem giá mà định, giá càng tốt, thù lao đưa cho cậu càng nhiều anh cố ý mang phân lượng tài liệu phụ trợ báo nhiều một ít, miễn cho xuất hiện hao tổn. Nghe miêu tả hoàn toàn không vấp pháp như thế, em liên quan nhất thời có loại cảm giác lọc vào cạm bẫy ngôn ngữ của đối phương. Cậu ta bình phục tâm tình nói. Tài liệu siêu phàm thù lao ít nhất 100 bản, tài liệu phụ trợ ít nhất 10 bản, tuy tôi không rõ ràng lắm thứ mà anh cần đến cùng là ở cấp tầng gì, nhưng tôi tin tưởng chúng khẳng định sẽ không rẻ, cũng sẽ không thông thường, nếu không anh không có khả năng tới tìm tôi hỗ trợ, thật thông minh mà. Glenn cười cười nói. Thành Giao, nháy mắt này, em Linh oai khắc sâu hoài nghi mình đòi thù lao là quá ít. Vì thế, cậu ta lại bồi thêm một câu. Ngài Thám Tử, anh có manh mối giải trừ ám chỉ tâm lý không? Glenn nhìn Utraski thần phụ đang chuyên tâm cầu nguyện trước thánh đàn, lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn quỷ hút máu một cái nói. Tôi có biện pháp đơn giản nhất là gì? Em Linh quay đôi mắt đỏ sáng ngời. Đánh bại giám mục Uraski, cướp đi ngọn nến tâm yểm của ông ta. Glenn hắc hắc cười nói, cậu sau khi hội hợp cùng cha mẹ, hẳn đã đủ thực lực, ba vị huyết tộc còn sợ không thắng được một ngân kỵ sĩ, sao? Em Linh khóe miệng co rút một cái, vẻ mặt theo đó suy sụp. Thua. Đánh không lại. Cha cùng mẹ tôi thiếu chút nữa cũng bị bắt lại, ngọn nến tâm yểm kia cực kỳ tà dị. Thì ra các người đã thử qua. Thiếu chút nữa một nhà đều đổi sao tinh đại địa mẫu thần. Ba vị huyết tộc cũng không thắng được Utraski thần phụ. Utraski thần phụ có ngọn nến tâm yểm cùng đồ lấy máu, phụ trợ khủng bố như vậy. Hoặc là nói quỷ hút máu quá yếu. Nhưng mà, toàn bộ lời đồn đều cho rằng quỷ hút máu thực lực khá mạnh. Glenn có chút suy nghĩ rồi nói. Vậy cậu có thể viết thư mời những người càng cao quý hơn hỗ trợ, trong huyết tộc các cậu hẳn là không khuyết thiếu cường giả mới đúng. Em Linh quay vẻ mặt chết lặng trả lời. Bọn họ cự tuyệt. Đột nhiên, cậu ta tràn đầy chờ mong nhìn về phía Glenn. Anh có thể thắng Utraski thần phụ không? Hoặc là nói bạn bè nào đó của anh có thể đánh thắng ông ta không? Sau khi thu được ghim cài áo mặt trời cùng bình độc tố sinh vật, lại tiêu hóa không ít ma dược, mình vốn cảm thấy mình ở trạng thái linh thể có thể thắng Utraski thần phụ, nhưng miêu tả của cậu vừa rồi lại làm cho tôi không dám khẳng định tâm yểm ngọn nến thật sự tà dị như vậy loại vật phong ấn này vừa thấy đã là rất khắc chế linh thể lên lý trí lắc lắc đầu không được anh nhanh chóng dời đi đề tài thành phần cao quý trong huyết tộc các cậu vì sao lại cự tuyệt thỉnh cầu của cậu đối với bọn họ mà nói đây chỉ là một cái hỗ trợ đơn giản em liên quan sắc mặt trở nên như là cho tàn bọn họ nói Utraski thần phụ là quyến giả, đại địa mẫu thần, bọn họ không hy vọng trực tiếp phát sinh xung đột cùng đối phương, đang nghiên cứu biện pháp khác giải trừ ám chỉ tâm lý, ví dụ như đi chỗ sâu trong biển Sunia, biển Sương Mù, biển Cùng Bạo, tìm kiếm cự long ẩn cư từ lâu này. Cậu ta cười còn khó coi hơn so với khóc bổ sung. Chờ bọn họ nghiên cứu ra, chờ bọn hắn tìm được cự long lĩnh vực tâm linh, có lẽ tôi đã là tín đồ trung thực của đại địa mẫu thần. Tôi hiện tại càng ngày càng cảm thấy sinh mệnh đáng quý, vui mừng khi bội thu vụ mùa. Quyến giả đại địa mẫu thần, Utraski thần phụ là quyến giả đại địa mẫu thần. Khó trách ông ta có thể có nhiều vật phẩm thần kỳ như vậy. Như vậy xem ra ông ta thân là hải tặc cường thế đột nhiên đổi sang tinh đại địa mẫu thần, không phải là một sự việc đơn giản như vậy. Lên đầu tiên là cảm thán, sau đó lại cảm thấy sợ hãi. Anh vừa rồi thiếu chút nữa đáp ứng thỉnh cầu của em Linh Oai thử đánh bại Utraski thần phụ nếu thua mình nói không chừng cũng sẽ bị nhốt vào tầng hầm cưỡng chế giam cầm nếu thắng vậy lại đắc tội một vị thần linh không căn bản không thắng được quyến giả đại địa mẫu thần khẳng định có con bài chưa lực tương ứng lúc trước nếu không có ultrasky thần phụ áp chế nhân cách phân liệt ra mình quá nữa là không đánh bại được ông ta lên sáng suốt không xâm nhập đề tài này nữa lại nhìn thẳng bóng dáng Utraski thần phụ ở phía trước nhất kia nói cậu có thể thử tìm một tổ chức tên là Hội Tâm Lý Luyện Kim. Nếu không cậu chỉ có thể chờ đợi tiểu thư, chính nghĩa, hội ta chúng tôi trở thành bác sĩ tâm lý, đến lúc đó, có lẽ cậu đã luyến tiếc thoát ly tín ngưỡng đại địa mẫu thần. Lên yên lặng bồi thêm một câu. Với anh mà nói, nếu em Linh Oai cũng có thể gia nhập hội tâm lý luyện kim là sự việc tốt nhất, như vậy, nếu tiểu thư, chính nghĩa, ở trong tổ chức kia gặp phải tình huống, anh có thể có tài nguyên khác hỗ trợ, không cần luôn triệu hồi bản thân ngu giả, quyến giả, tính đồ ba người một thể này. Hội tâm lý luyện kim. Chưa nghe nói qua. Em Linh kinh thường lắc đầu, khẳng định là tổ chức bí ẩn vừa xuất hiện không bao lâu. Tổ chức này đã xuất hiện một hai trăm năm, ít nhất. Lên phủ định cách nói của cậu ta. Đối với huyết tộc sinh mệnh dài lâu mà nói, một hai trăm năm chẳng khác nào mới xuất hiện không bao lâu, những quý ngài cao quý kia ngủ một giấc có lẽ đã qua một trăm năm. Em Linh oai kiêu ngạo nói. Không đợi Glenn mở miệng, ánh mắt cậu ta chuyển hướng về phía trước, hắn hắn ít hầu nói. Anh có biết liên lạc tổ chức kia thế nào không? Glenn vốn định trả lời bệnh viện tâm thần thành phố Tinh có vị bác sĩ tên là Duster Guderian là thành viên hội tâm lý luyện kim, nhưng nói đến bên miệng, lại rụt trở về. Mình đang bị chân thực tạo vật chủ nhằm vào, vẫn không nên quan hệ cùng người ở Tinh, cái này tồn tại phiêu lưu bại lộ nhất định, mà một khi bại lộ, lấy điên cuồng của hội cực quan, khẳng định sẽ không bỏ qua Benson cùng Melissa. Glenn khẽ lắc đầu nói. Tôi chỉ nghe nói qua tổ chức này. Cậu có thể viết thư hỏi huyết tộc khác. Em Linh vai thất vọng, không hề đề cập đến chuyện này nữa, nghiêng đầu nhìn nhìn Glenn, hắt một tiếng. Tôi đoán người bạn sắp tấn thăng kia chính là anh. Glenn không để ý cho lắm nhìn về phía trước, thản nhiên hồi đáp. Chúc mừng cậu, đáp đúng rồi. Em Linh oai ngay ra tại chỗ, cái này cùng phản ứng mà cậu ta sự đoán là hoàn toàn khác nhau. Nhận thấy được biến hóa của cậu ta, lên cười nhẹ nói. Ngày oai, thật ra chức nghiệp thích hợp nhất của cậu không phải bác sĩ, mà là diễn viên. Em Linh đầu tiên là ngẩn ra, chợt ngạo mạn ngẩn đầu nói. Tôi là một huyết tộc cao quý có chiều sâu, sẽ không dựa vào diện mạo mưu sinh. Cậu nghĩ rằng tôi đang khen cậu anh Tuấn sao? Lên chậm rãi đứng dậy cười cười nói. Không, ý của tôi là, cậu rất có thiên phú hài kịch. Ở thời điểm vẽ mặt em Linh Oai ngưng động lại, anh đã đi ra hành lang, bỏ lại một câu. Không cần quên ủy thác. Cảng Pulitzer, đường lớn oai oát. Phất quan sáng sớm đã ngồi xe lửa hơi nước đến cảng lớn nhất cũng là quan trọng nhất của Vương quốc, cùng đặt trước vé tàu thủy quay về, cái này tương đối rẻ hơn không ít. Hô hấp hương vị biển lớn tràn ngập trong không khí, phớt thấy cảnh tượng vội vàng của không ít công nhân bến tàu. Mỗi khi vào mùa cao điểm, cảng này sẽ đến rất nhiều công nhân lâm thời, với mong muốn thu về thù lao tương đối không tệ, rất nhiều bần dân ở khu Đông Bắc lừng cũng do vậy mà kết bạn đi về phía Đông Nam, dựa vào hai chân đi qua khoảng cách hơn 60 km, cái này giống như bọn họ tham gia vào công việc ngắt bông hu vậy. Đường rộng lớn hơn so với không ít khu phố tại Bắc Lừng, chất lượng không khí cũng không tệ, nhưng dơ bẩn hơn không ít. Phất đánh giá xung quanh, tìm được hiệp hội ngư dân ở trong một ngôi lầu nhỏ cũ kỹ. Không có khúc chip gì, cô gặp được Dorian Gray ở trong một văn phòng rất đơn giản. Người này dáng người trung đẳng, cánh tay to lớn, tóc chảy tương đối chỉnh tề, hoàn toàn khác với kiểu tóc như ổ chim của đại bộ phận người trong hiệp hội. Đây cũng là một Abraham. Phất thuyết minh đơn giản ý đồ đến, mang di thư cùng kỳ quái bản bút ký đặc tính vi phạm như kim cương lo rần sờ lưu lại đều đưa cho đối phương. Dorian vẽ mặt phức tạp tiếp lấy vật phẩm này, mở ra di thư trước. Sau khi cẩn thận xem xong, ông ta ngẩng đầu lên, mắt lam thành khẩn nhìn về phía phớt. Ca ngợi lòng tốt cùng giữ lời của cô, cô oan, cô cung cấp trợ giúp với Anshisa, với lo rừng sờ, tôi sẽ vĩnh viễn khắc ghi. Cô có thể nhận lấy cảm tạ của tôi không? Tôi muốn mời cô cùng dùng bữa trưa. Không thành vấn đề. Phớt đang không biết tiêu phí thời gian như thế nào trước khi thuyền xuất phát. Dorian lúc này sắp xếp cô chờ đợi ở phòng nghỉ bên cạnh, đồng thời cung cấp hồng trà cùng điểm tâm, báo cùng tạp chí. Sau khi quay về văn phòng, người này hơi có nghi ngờ mở ra một cái hộp ngầm, lấy ra một vật phẩm. Đó là một thủy tinh cầu tinh thuần bên trong lập lòe hào quang lấp lánh. Dorian kéo màn để cho văn phòng trở nên tối tăm, sau đó ngồi xuống. Tay trái ông ta nâng thủy tinh cầu kia, Tay phải hơi chạm vào đỉnh chóp, vuốt ve qua lại, trong miệng thì không ngừng nói nhỏ, giống như lẩm bẩm. Dần dần, các điểm lấp lánh trong thủy tinh cầu càng ngày càng sáng, càng ngày càng rõ ràng, giống như ảnh ngược của bầu trời đêm vậy. Những ngôi sao thường thường dùng để xác định hướng đi vận mệnh, quỹ tích cuộc đời hiện lên từng cái một, hình thành một cái tinh bàn lập thể, cùng xen vào rất nhiều phù hiệu tượng trưng nghi ngờ là gợi ý từ linh giới. Dorian Gray rốt cuộc dừng động tác, vùi đầu xem kỹ không có nói dối, quỷ tích sự việc quả thật là như vậy. Cô ta tựa như còn có thể mang đến cho gia tộc Abraham thay đổi nhất định, thay đổi lạc quan. Hào quang thủy tinh cầu dần dần tối đi, Dorian đứng lên, trong lòng đã có quyết định. Thời gian bữa trưa, bên trong nhà hàng pho uyên. Trước mặt phớt bày ra một con cá chiên, có rắc rau thơm, da nó giòn thơm, thịt rất ngon, không có xương nhọn, tương đương mỹ vị, vấn đề duy nhất là đầu bếp thẩm mỹ cực kỳ cổ quái, thế mà giữ lại hai mắt cá, cùng dựa vào kỹ xảo bày món, để cho chúng đồng thời nhìn lên phía trên, tựa như đang nói ra không cam lòng đối với tử vong. Phớt đẩy ngã đầu cá, cắt xuống vây cá, che khuất con mắt kia. Lúc này, Dorian Gray vừa động dao nĩa, vừa giống như lơ đãng nói. sa rất thích thần bí học, ở phương diện này có nghiên cứu nhất định, cô ở thời điểm cuối cùng thu đon di vật của bà ta, có nhìn thấy bộ sách, bút ký hoặc vật phẩm tương ứng hay không? có một số bút ký cùng bộ sách phất thản nhiên hồi đáp tôi bởi vậy trở thành người đam mê thần bí học nhưng làm cho người ta tiếc nuối là có nội dung tôi hoàn toàn xem không hiểu ví dụ như bản hiểu biết linh giới nọ không chỉ có hoang đường hơn nữa logic hỗn loạn lời không ra ý cho dù có thể bắt buộc mình đọc cũng sẽ làm cho bản thân nôn nóng khó mà nhớ kỹ nội dung bên trong xem qua sẽ quên càng đừng nói lý giải phất bồi thêm một câu ở trong lòng Dorian hơi hơi gật đầu, nở nụ cười nói. Vậy cô có thể hỏi tôi, tôi cũng là một người đam mê thần bí học, tương đối tinh thông loại này. Thật vậy sao? Vậy thật sự là quá tốt rồi. Phất phối hợp nói. Thấy cô quả thật có hứng thú, Dorian lúc này mang đề tài dẫn đường về phía thần bí học, khi thì đề cập linh giới, khi thì giảng thuật thể nghiệm minh tưởng của bản thân. Ông ta sớm có chuẩn bị khi vào nhà hàng đã cố ý chọn lựa vị trí hẻo lánh im lặng, không sợ nội dung hai người nói chuyện bị khách xung quanh nghe được. Cuối bữa trưa, Dorian chủ động đề nghị. Tôi vẫn không biết nên biểu đạt lòng biết ơn của tôi như thế nào, hiện tại rốt cuộc không cần phiền não vấn đề này nữa. Ha ha, tuy lo rừng sờ đã cho cô thù lao, nhưng tôi cho rằng cái này không đủ để xứng với thiện lương, lòng tốt cùng giữ lời của cô. Cô An, cô ở thần bí học lĩnh vực có vấn đề gì đều có thể viết thư hỏi tôi, đây là cảm tạ bé nhỏ không đáng kể của tôi. Đây đúng là tôi hy vọng có được. Phớt không có cự tuyệt. Từ trong trao đổi vừa rồi, cô có thể nhìn ra rõ ràng Dorian Gray có được hệ thống tri thức thần bí học vững chắc dày dặn, không hổ là thành viên gia tộc Abraham xa xưa. Mà phương diện này có thể xem như là khuyết điểm của Phớt, cô tuy nắm giữ không ít thường thức thế giới phi phàm, nhưng những cái này đều xuất phát từ mấy bản sách cùng bút ký không tính là đi sâu, cùng với các loại lời nói rải rác gặp được nghe được cảm nhận được ở trong các loại tụ hội không đủ toàn diện, không thành hệ thống. Nhiều chỗ thiếu hụt. Nghe đối phương trả lời, Dorian dơ ly lên, cười cười nói. Hy vọng có một ngày, chúng ta cũng có thể có được năng lực thần bí phi phàm này. Khu Bắc Bắc Lừng, giáo đường SCT Samuel. Một đám người mặc áo gió màu đen, mang bao tay màu đỏ tiến vào khu vực trong lòng đất, cầm đầu là một người nam chừng 40 tuổi, hình dáng ngũ quan nhu hòa, tóc mai để dài đầu ông ta đội mũ dạ lòe loẹt tiêu chuẩn tay cầm một cây ba tông màu đen nạm vàng im lặng đi ở phía trước dẫn đường kẻ gác đêm sau lưng tiến vào một căn phòng khá rộng rãi trong phòng có một giá sách bày đầy hồ sơ một cô gái mang trường bào màu đen mắt lam cùng má hồng có mỹ cảm yêu dị nhàn nhã ngồi ở trên ghế dựa cao cũng không có đứng dậy nghênh đón đúng là kẻ thông linh daily Li. stress tư liệu các người cần đều ở nơi đó daily dùng cầm hất chỉ cái bàn cạnh cửa người nam trung niên được gọi là Suez cười cười nói. Daily, cô sao lại bị phái đến trong giữ nơi này? Cô hẳn nên phụ trách những chuyện quan trọng hơn. Không, đây là ý nghĩ của bản thân tôi, tôi cần lắng động lại một chút, xem nhiều tư liệu một chút. Daily cười nhẹ một tiếng, cái này là vì đi tới tốt hơn, nhân loại là một loại sinh vật yếu ớt, cần thời kỳ nhất bằng phản định, không có ai có thể luôn ở đỉnh, thời khắc không ngừng hưởng thụ kích thích cùng sung sướng phong cách của cô thật sự vẫn không thay đổi đáng tiếc là cô chưa bao giờ cho tôi cơ hội stress nhất thời bật cười daily thật sự lắc đầu nói rất hiển nhiên anh vẫn không hiểu tôi tôi hiện tại càng thêm ham muốn tìm kiếm cái lạ nếu anh có thể làm cho bản thân biến thành một khối thi thể hư thối thậm chí là lộ ra xương trắng tôi khẳng định sẽ tràn ngập hứng thú đối với anh nàng chuyển nhìn về phía một vị bao tay đỏ đứng ở phía sau stress leonard anh sao lại lựa chọn gia nhập đội ngũ của hắn ta? Người này vừa tự đại vừa ngạo mạn lại không có can đảm, vẫn ảo tưởng những cô gái mình thích sẽ chủ động nằm đến trên giường chờ, thẳng thắn mà nói, có lẽ đây là đặc điểm của ác mộng. Thời điểm nói đến ác mộng, Daily rõ ràng tạm dừng một chút. Leonard bất đắc dĩ đáp lại. Cô Daily, đây là ngài siêu an bài. Như vậy à? Nhìn ra được anh cũng rất đồng ý cái nhìn của tôi đối với S. Daily Ly giọng nói mang theo một chút khàn khàn đưa ra kết luận. Leonard nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào. May mà An Hồn Sư, Sues cùng không để ý đến cách nói của Daily, Ly, tự đi đến trước cái bàn chất đầy tư liệu, cầm lấy một phần hồ sơ lật xem, đám người Leonard chợt vây quanh, bắt chước chấp sự nhà mình. Trong tiếng lẩm nhẩm đọc, Sues thuận miệng hỏi một câu. Gần đây bác lừng có tình huống gì mới? Cô cảm thấy đáng chú ý. Daily Ly đôi mắt khẽ nhúc nhích, ngẫm nghĩ nói vài phi phàm giả hợp tác cùng chúng ta đều truyền đến tin tức nói gần đây có không ít người đang tìm một tổ chức thờ phụng ngu giả cùng đưa ra tôn danh tương ứng sau khi dùng tiếng ruen miêu tả tôn danh ngu giả cô khẽ cười một tiếng tôi tựa như thấy một tà giáo hoàn toàn mới sinh ra đương nhiên có lẽ là hóa thân của người bạn cũ nào đó shes ông có ý kiến gì không shes tập trung suy nghĩ một chút rồi nói không có tôi hoàn toàn không nghe nói qua tổ chức cùng loại đúng lúc này leonard từ trong đống hồ sơ ngẩng đầu lên trầm ngâm nói cái này có thể có liên quan đến nghi thức Taro trong hai vụ mà chúng ta đang điều tra không ngu giả là bài tarot đầu tiên là chủ bài quan trọng nhất daly ngẩn ra một giây có chút suy nghĩ gật đầu ý tưởng này của anh rất thú vị nhưng cái này không có chứng cứ gì thuộc về suy đoán thuần túy ngay cả suy luận cũng không tính Stress không quá tán thành nói. Leonard lộ ra nụ cười nói. Đại đế Russell có nói qua, giả thiết lớn mật, chứng thực cẩn thận. Khu Houston, câu lạc bộ Crack. Glenn sau khi rời khỏi giáo đường Harvard đã đi thẳng đến nơi đây, vừa mới tiến vào đại sảnh, đã thấy giáo sư cưỡi ngựa Talim Dumont ngồi ở nơi yên lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy bữa trưa còn phải chờ một hồi, Glenn đi qua, cười chào hỏi. Chào buổi trưa, Talim, anh tự như lại gặp phải vấn đề khó. Talim chợt bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu nói. Không, không có. Ông tự như đang có tâm sự. Glenn nói thầm một câu, ngồi xuống, cười nói. Đáng tiếc Alan cùng Michael không ở đây, nếu không chúng ta có thể sẽ có buổi chiều vui vẻ. Talim cũng lộ ra nụ cười. Bọn họ đều bề bộn nhiều việc, rất ít khi rảnh rỗi. Không đợi Glenn mở miệng, ông ta nhìn quanh trái phải rồi nói. Sơ có nhân vật lớn sau khi nghe tôi nhắc tới sự tích của cậu, cảm thấy rất hứng thú đối với cậu, muốn gặp cậu một lần. Cậu có nguyện ý hay không? Thẳng thắn bà nói, cái này thật sự làm cho tôi hâm mộ. Cái này là kỳ ngộ cực kỳ khó được. Đợi một chút, tôi có thể có sự tích gì? Giúp bà Mary bắt giang, cùng phóng viên Michael đi kỹ viện. Cho dù mấy lần trước tới khu đông cũng không có làm ra chuyện gì khó lường. Ông nhiều lắm cũng chỉ biết tôi có cống hiến nhất định ở trong án giết người liên hoàng, cùng thông qua cung cấp cố vấn giúp bác sĩ Alan giải quyết vấn đề ác mộng. Glenn nghe mà cảm thấy mơ hồ. Qua hai giây, anh bỗng nhiên rõ ràng nguyên do. Khẳng định là khi vị nhân vật lớn nào đó hỏi ta Lim có quen biết với thám tử ưu tú nào không, ông ta chỉ có thể nghĩ đến mình, vì thế chủ động giúp mình tăng thêm một ít miêu tả nghe qua rất lợi hại, ví dụ như trong án giết người liên hoàng, là người phá án chân chính ở phía sau màn. Trong án chồng bà Mary cùng tình nhân chuyển dời tài sản công ty cao im, là đại thám tử lực hành động mạnh, hứu giác sâu sắc, ra tay tinh chuẩn. Đây là quảng cáo thổi phòng mà. Glenn âm thầm cảm khái nói. Hắn cân nhắc rồi nói. Ta liêm, thực có lỗi, là một thám tử, tôi có nguyên tắc của mình, đó chính là tận lực không nhúng vào chuyện có liên quan đến nhân vật lớn, đối với thượng tầng mà nói có lẽ chỉ là va chạm tựa như một cái hắt xì, cũng rất có khả năng mang đến cho tôi tai nạn khó có thể thừa nhận. Tôi sẽ không tự dán nhãn cho bản thân, cho nên tôi sẽ không đi gặp nhân vật lớn kia. Cái này thật ra là hạng mục mạc lên trước khi làm thám tử đã suy nghĩ đến. Một khi có liên lụy đến xã hội thượng lưu, sẽ dễ bị người tìm hiểu đến tận cùng, trước khi chưa trở thành người không mặc, anh cũng không muốn thừa nhận phiêu lưu như vậy. Cậu thực lý trí. Ta Lim đang nghe chuyện trên TV audio CV Trầm Ngâm nói, vị nhân vật lớn nọ có đoán trước loại phản ứng này, cho rằng thám tử như vậy càng đáng giá tín nhiệm, cho nên ông ta hy vọng cậu tiếp một quỷ thác, quỷ thác này sẽ không liên quan đến xã hội thượng lưu. Quỷ thác gì? Tôi lên hỏi. Ta Lim ha ha cười nói, chính là sự kiện Capin mà cậu lần trước thảo luận cùng Michael, nhân vật lớn nọ đối với tổ chức dùng bài Taro làm tượng trưng kia cảm thấy rất hứng thú. Ông ta nói án cùng loại không chỉ có một lần như vậy, ông ta hy vọng cậu tìm được manh mối tương ứng. Cái gì? Để cho mình ra mình. Lên thiếu chút nữa Hoài Nghi đây là đối phương đang cố ý thử. Tổ chức dùng bài Tarot làm tượng trưng quả thật rất thú vị, mình cũng cho rằng như vậy, nhưng mình cũng không muốn bán chính mình. Đúng rồi, chuyện ca rõ ràng không đơn giản, hắn ta có ước chừng 4 vị phi phàm giả bảo hộ, sau lưng khẳng định tồn tại một thế lực không nhỏ tra án này cùng cuốn vào đấu đá của xã hội thượng lưu thì có gì khác nhau? À, cái này không phải chuyện Sherlock Moriarty nên biết đến. Lên lộ ra vẻ mặt suy tư, cân nhắc nói. Muốn tìm đến một tổ chức thần bí cũng không dễ dàng, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Ta đối với trả lời của hắn ta tựa như sớm có đoán trước, ha ha cười nói. Sherlock, không phải muốn cậu đi mạo hiểm, nhân vật lớn nọ ý tứ là lưu ý sưu tập tình báo hoặc là lời đồn tương ứng nhiều hơn, nơi này là năm bản tiền mặt, là kinh phí hoạt động ông ta đưa cho cậu, cho dù cậu không thu hoạch tin tức có giá trị gì, cũng không cần cậu trả lại, mà một khi cậu lấy được manh mối hữu dụng, ông ta sẽ trả thêm. Cùng với chi trả toàn bộ chi phí mà cậu bỏ ra. Điều kiện tốt như vậy. Vị nhân vật lớn này rất coi trọng chuyện này. Ông ta có liên quan đến thế lực sau lưng Capin, hay là hy vọng tìm được tổ chức thần bí lấy bài Taro làm danh hiệu giúp ông ta làm việc chi trả. Thật sự là đã lâu không có nghe thấy người ta hứa hẹn với mình như vậy. Đối phương đã nói đến mức này, một vị thám tử tư nếu còn cự tuyệt, vậy có vẻ quá khả nghi. Hơn nữa loại chuyện điều tra bản thân này, rõ ràng là nắm giữ ở trên tay mình. Lên do dự vài giây rồi nói. Tốt, tôi sẽ làm hết sức. Anh không có khách khí tiếp nhận năm tờ một bản tiền mặt mà Talim đưa qua, tính cách một hai tuần sẽ cung cấp một manh mối tượng trưng hội cực quan không phải muốn tìm ngu giả sao? Ngu giả rõ ràng thuộc về bài Taro. Hy vọng nhân vật lớn kia một đường truy tra, trừ bỏ ngài A. Lên trong lòng dần dần có chút ý tưởng. Bộ phận trong lòng đất giáo đường SCT Samuel. An Hồn Sư, stress triệu tập đội viên, thương lượng việc cần làm kế tiếp. Ông ta nhìn vào đôi mắt màu xanh của Leonard Mitchell, nửa hỏi nửa là đánh giá. Nếu giao cho cậu phụ trách, Cậu tính điều tra hai án liên quan đến nghi thức Taro như thế nào? Leonard đưa tay chỉnh lại đầu tóc, mỉm cười nói. Thứ nhất, dựa theo ý nghĩ trước đó, tra ngược tìm kiếm người hoặc tổ chức tín đồ, ngu giả, bọn họ có lẽ biết chút gì đó. Thứ hai, tra lại hai án trước đó, mang những người liên quan đều đưa vào danh sách, mặc kệ có hiềm nghi hay không. Sau đó dựa vào năng lực, ác mộng, đi hỏi, một người cũng không loại trừ, ma quỷ có lẽ giấu ở trong chi tiết giấu ở trên thân những người nhìn như không có khả năng. Shasta ha cười một tiếng. Tôi đã lật xem hồ sơ, hai án này người liên quan rất nhiều, đều ở những nơi khác nhau, muốn lật lại điều tra một lần nữa tương đương khó khăn. Hơn nữa bên trong có những người bản thân là phi phàm giả sinh hoạt ở thế giới ngầm, hiểu che giấu bản thân, chúng ta căn bản không có biện pháp nắm giữ hành tung bọn họ. Nếu dựa theo suy nghĩ của cậu mà điều tra, cần sẽ không chỉ là một tiểu đội chúng ta giáo hội ít nhất phải điều thêm 5 vị kẻ gác đêm danh sách 7 cùng nhân viên phụ trợ tương ứng. Trọng điểm phụ trách của chúng ta là án triệu hồi ác ma. Một bao tay đỏ khác nhắc nhở Leonard một câu. Leonard không có tức giận, cười nhẹ một tiếng. Tôi biết, tôi chỉ cung cấp ý kiến, còn chọn hay không, chọn tới mức độ nào, là quyền của đội trưởng Sues. Anh dừng một chút, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tôi thực khó hiểu, vì sao hai án liên quan đến nghi thức taro kia cấp ưu tiên cũng không cao cái trước liên quan đến tà thần ý đồ buông xuống so với triệu hồi ác ma đơn thuần không biết nghiêm trọng hơn bao nhiêu lần Sres bưng cà phê uống một ngụm chậm rãi hồi đáp kẻ gác đêm số người có hạn cho nên án phải có phân chia cấp ưu tiên nhất định mà tổ chức bí ẩn lấy bài taro làm đại biểu kia cho tới giờ cũng không có biểu hiện ra ác ý rõ ràng đối với chúng ta bọn họ hành động từ ý nghĩa nào đó mà nói ngược lại trợ giúp chúng ta ví dụ như phá hủy chân thực tạo vật chủ buông xuống, ví dụ như để cho chúng ta biết pin tên buôn người này không đơn giản, sau lưng cất giấu bí mật rất lớn. Nói tới đây, khóe miệng của ông ta nhếch lên nói. Có lẽ bọn họ còn có thể giúp chúng ta tra ra càng nhiều thứ không tốt. Đương nhiên, điều tra cần thiết là khẳng định có, ai cũng không thể cam đoan tổ chức bí ẩn kia tương lai có thể sẽ là địch với chúng ta hay không. Tôi rõ ràng, đội trưởng Swiss, chúng ta trọng điểm thảo luận án triệu hồi ác ma đi Leonard thành khẩn nói bắt lừng vào đông luôn không thể phân cách với lò sưởi trong tường cùng sương mù thời gian nhanh trôi qua ở trong cảm giác vừa xám xịt vừa lạnh lẽo như vậy tự như chỉ đảo mắt một cái cách năm mới chỉ còn nửa tháng lên tắt than củi ở trong lò sưởi ở bên ngoài áo len màu đỏ thẩm khoát thêm một cái áo khoác dày gần ba tuần trước lê bắt rốt cuộc đã lấy được độc quyền xe đạp bắt đầu tìm kiếm người đầu tư đợt thứ hai thích hợp, hãng xe hơi nước Franmi cây tỏ vẻ hứng thú nhất định đối với cái này. Trải qua vài lần tiếp xúc, ba phía hẹn ở hôm nay làm đàm phán cuối cùng. Mà trong hơn một tháng này, Glenn trải qua thuận lợi, mượn dùng tra án, từng bước mục tiêu hóa ma dược, nay cách triệt để hoàn thành chỉ kém một lần chủ động biểu diễn trọng đại. Nếu không có chuyện gì quá bức thiết, cũng sẽ không đi mạo hiểm, lại một tháng, cũng xê xịt nhiều lắm lên suy nghĩ phát tán từ trên móc mũ lấy xuống mũ dạ tơ lụa sử dụng bàn chải cùng khăn tay vuốt nếp phủi đi tro bụi cái huy chương mà ra nút lưu lại chỉ hướng ngày 4 tháng một tụ hội anh cũng không có ý tưởng nhất định phải đi tham gia trong đoạn thời gian này hội taro vẫn dựa theo tần suất tiến hành vào mỗi thứ hai lên thu được vài tờ nhật ký ban đầu của russell chứng kiến đối phương từ gà con nhỏ yếu chỉ biết ảo tưởng không dám hành động biến thành hoa hoa công tử chủ động săn bắn trừ cái đó ra, anh hầu như không có thu hoạch gì khác, đặc tính phi phàm, người sói, tuy thông qua, thế giới, giao cho, người treo ngược, bán, nhưng làm ăn liên quan đến kim ngạch ngàn bản trở lên, rõ ràng không phải dễ dàng hoàn thành như vậy, mà đặc điểm, người sói, bị nguyền rủa cũng làm cho không ít người trùng bước. Bất quá mấy ngày hôm trước trên tụ hội Taro, người treo ngược, nói cho, thế giới, nói hắn ta liên lạc với một vị, công tượng, giáo hội hơi nước, đối phương rõ ràng có chút tâm động. Hy vọng tuần này có thể xác định, phối phương, phong quyến giả mà người treo ngược cần còn chưa có chút manh mối nào. Lên thu thập xong vật phẩm tùy thân, lấy ba tông, cầm mũ, đi ra cửa phòng, phối phương ma dược, phong quyến giả thuộc về danh sách 6, không phải dễ dàng gặp gỡ như vậy, người treo ngược ác giác đợi hơn một tháng, cũng không có nghe được tin tức gì tốt. Chính nghĩa Ari sau khi trải qua quan sát cùng khảo nghiệm đáng kể, rốt cuộc thu được hội tâm lý luyện kim tán thành, Cô báo cáo với ngu giả tiên sinh, nói tuần này hẳn có thể chính thức gia nhập tổ chức bí ẩn kia, hy vọng nhận được phù hộ, để tránh ngoài ý muốn, vì thế. Cô chuẩn bị sau đó cướp đoạt ít nhất 10 trang nhật ký ru của hội tâm lý luyện kim kính dân cho ngu giả tiên sinh, không cần thù lao gì. Đến tiêu bản cự long trong kho của công tước Hunigan, cô đã chứng thực chính là kẻ săn bắn thiên diện thú, nhưng vấn đề ở chỗ, đó chỉ là tiêu bản đơn thuần, không có đặc tính phi phàm tương ứng, cũng không có máu. Cô thiếu quyến giả của ngu giả tiên sinh 2000 bản, phải tới tháng 2 tháng 3 sang năm mới có thể hoàn lại, bởi vì cô ở cuộc vũ hội năm mới đó mới chính thức thành niên, tuy có thể được quyền chi phối một bộ phận tài sản, nhưng vẫn phải bị cha mẹ giám sát, không thể tùy ý mua bán. Hơn nữa, cô còn thiếu một khoản ở chỗ tử tức Lê Linh. Cho nên, phải có đủ thời gian để lén gom góp. Ma thuật sư, phất thông qua, người treo ngực, hỗ trợ, rốt cuộc kiếm được máu cá kiếm biển sâu, vì thế trả cho đối phương 320 bản, tiền gửi ngân hàng của cô theo đó hạ xuống còn 120 bản. Vì bù lại tổn thất, vì dạ dày thực linh giả, cô bắt đầu điên cuồng làm việc, sách mới nhanh chóng thành hình, giảng thuật một câu chuyện tập hợp mạo hiểm, tình yêu, du ký, phong bạo, hải tặc các nguyên tố một thể. Thư từ giữa cô cùng Dorian Gray vẫn không có gián đoạn, đối phương gần đây tỏ vẻ sắp đến bắt lừng bái tế Ansisa, La Bulu cùng lo trần Thái Dương đi rất dựa theo người treo ngực đề nghị không biểu hiện gì dị thường tiếp tục hàng ngày tuần tra tiếp tục tiếp cấp công huân không có thử nghi thức nào mỗi lần tụ hội taro cậu ta đều sẽ thuần thục làm bộ ngủ tạm thời chưa bại lộ vấn đề gì bình thường cậu ta cũng sẽ có những giấc ngủ ngắn để tránh sự việc nào đó xuất hiện quy luật bị người hoài nghi theo cậu ta nói người chăn cừu trưởng lão Lovia sau 7 ngày cũng không có rời khỏi đáy tháp tròn, đến nay vẫn bị nhốt ở nơi đó, nguyên nhân không rõ. Ngài A, hội cực quan, tìm kiếm đối với tín đồ cùng quyến giả, ngu giả, ở dưới tình huống lên cố ý hạ thấp, không có thể được manh mối gì có giá trị, phi phạm giả biết được tôn danh, ngu giả này, đều hiểu không nên tùy ý tụng niệm thứ này, không đến tuyệt cảnh, bọn họ khẳng định không có dũng khí cầu nguyện đến một tồn tại nghi ngờ là tà thần. Em Linh lần trước nói có manh mối tài liệu tương ứng, có lẽ rất nhanh có thể xác nhận, nhưng vấn đề ở chỗ, mình hiện tại không đủ tiền. Glenn không tiếng động lẩm bẩm một câu, cầm ba tông, đi tới cửa nhà luật sư Du gần. Sau khi kéo chuông cửa, anh chủ động theo bản năng lui hai bước. Không bao lâu, cửa lớn mở ra, bà lão đo rít tinh thần mạnh khỏe mở ra hai tay, muốn nhiệt tình ôm Glenn một cái. Ô, bác sĩ mà giới thiệu cậu lần trước thật sự là quá tuyệt vời cơ thể của tôi khỏe mạnh chưa từng có trong 10 năm đổ lại đây. Dorit thấy ngài thám tử đứng hơi xa, chỉ có thể thu hồi cánh tay, ngược lại dùng lời nói biểu đạt vui sướng cùng cảm giác của bản thân. Glenn vừa buồn cười lại bất đắc dĩ thở dài. Bà Dorit, bà đã nói như vậy lần thứ 9 rồi. Anh thấy mèo đen Brody ngồi ở phía sau giá treo mũ áo, nhìn như lung lay sắp ngã, nhưng vẫn duy trì cân bằng. Mình cũng biết làm. Lên tự mình đánh giá phải không? Bà lão đo rít nghi hoặc hỏi lại. Bà chợt mang vấn đề này vứt ra sau đầu, cười tủm tỉm nói. Tìm du gần SG. Lên nhất thời lộ ra nụ cười. Đúng vậy. Loại chuyện đàm phán này khẳng định phải mời luật sư chuyên nghiệp hỗ trợ. Khu SCT, chót Giờ, phố Sa Chi. Lên cùng du gần mới vừa xuống xe ngựa, đã thấy trước cửa nhà phát minh lây bắt đậu một quái vật lớn. Toàn thân nó là màu đen, có ba cặp 12 bánh xe, ở đỉnh có ống khói cao ngất như trên thuyền, bên trong đang tản ra sương khói. Đây là một chiếc ô tô hơi nước mạc lên từng thấy qua ở trên tạp chí cùng trên đường, nó được dân chúng miêu tả là tàu chiến bọc thép di chuyển ở trên lục địa, có được hình thể tương đương khoa trương. Nếu không phải là con đường mới tạo thành hoặc trùng tu hai ba chục năm đổ lại, nó sẽ chiếm cả mặt đường, không lưu lại không gian cho xe ngựa, cho nên chỉ có thể khu vực hoặc địa điểm nào đó mới có thể nhìn thấy loại phương tiện giao thông này. Lúc này, có cửa xe thủy tinh khá dày nặng được mở ra, hai bóng người đi xuống. Một người trong đó đúng là Franby cây ô tô hơi nước ti công mà lên trước đó đã thấy qua, ông ta có một phần tư huyết thống đế quốc vô sắc, mắt màu lam thực nhạt, thân hình cao lớn đã béo phì, miệng ngậm cái tẩu. Người bên cạnh ông ta mặc áo khoác len màu đen rất dày, khoác khăn quàng cổ màu xám, diện mạo không có gì đặc sắc, thuộc về gian tóc đen mắt nâu thông thường nhất, nhưng làm cho người ta trong vô hình có cảm giác thân thiết. Hải, thám tử Moriarty, anh thật đúng giờ, đây là luật sư kim bạn hợp tác của tôi, Pacheco Duen. Trong khi nói chuyện, bên trong ô tô hơi nước lại đi xuống hai người cao lớn vạm vỡ, nhìn qua thì chính là vệ sĩ của Franny. Thật không chuyên nghiệp, không phải nên tự mình xuống trước, sau đó giúp ông chủ mở cửa sao? Clint lẩm bẩm một câu, mỉm cười chào hỏi, giới thiệu luật sư du gần của mình. Thời điểm chờ Lê Bác mở cửa, anh thuận miệng nói. Ngài cây, loại ô tô hơi nước này có được hoang nghênh không? Có nhiều người thích không? Frank cây cười nói. Những người tự nhận là có thể diện nói nó quá giả mang quá thô ráp, mà người thường lại mua không nổi, chỉ có những người đam mê máy móc cùng hơi nước như tôi mới nguyện ý mua. Chủ yếu là do nhiều con đường còn quá hẹp. Lên trấn an một câu. Frank cây là người đầu tư anh tìm đến, chứ không phải là công lao của Lê Park. Thời điểm anh đánh bài ở câu lạc bộ Crack cố ý nhắc tới chuyện này, giáo sư cưỡi ngựa ta liêm lúc đó nói Franny thích phát minh kiểu như vậy, có thể giới thiệu mọi người gặp mặt làm quen. Điều này làm cho Glenn cực kỳ cảm khái, câu lạc bộ quả nhiên là nơi phát triển nhân mạch tốt, thành viên chân chính gia nhập coi trọng nhất vĩnh viễn không phải là thức ăn, rượu cùng sân vận động miễn phí. Ha ha, cái này quả thật là một nguyên nhân, theo dân cư càng ngày càng nhiều, thành thị càng lúc càng lớn, xe ngựa khẳng định sẽ bị đào thải, bởi vì nó quá chậm hiện tại thế giới này theo đuổi là hiệu suất franmi rất có lòng tin nói ông ta chợt lộ ra nụ cười hơn nữa tôi đã nhận được một đơn đặt hàng đến từ quân đội bọn họ hy vọng tôi làm ra cải tiến nhất định tựa như bản thảo rousseau đã đề cập đến thêm vào thiết giáp chống đạn lắp lên bánh xích để cho có thể chạy cả trên những con đường thô sơ mặt khác thêm vào một ống pháo thô to cái này chính là lợi khí chiến tranh hoàn toàn mới bản thảo của rousseau Glenn thở dài không tiếng động, trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, thẳng đến lây bác rốt cuộc ra mở cửa. Trong thảo luận kế tiếp, nhân vật chính là du gần cùng Pacheco, hai vị luật sư khi thì tranh phong, khi thì thương lượng điều khoản cùng thân chủ. Nhà phát minh Lê Bác không có chuẩn bị gì thì ngẩn người ở bên cạnh, chỉ khi có người hỏi, mới trình bày ý kiến bản thân. Cuối cùng, ba phương đạt thành hiệp nghị, Flanmi đầu tư 1.000 bản chiếm 20% cổ phần công ty, Cổ phần công ty của Glenn cùng Laypack theo đó hạ xuống, một người 28%, một người 52%. Cùng lúc đó, Franny sẽ lấy giá nhất định lại thu mua 18% cổ phần công ty từ trong tay Glenn, vì thế ông ta lại tiêu phí 1.000 bản, hơn nữa là sau thuế. Đồng dạng, ông ta lấy giá 500 bản sau thuế từ chỗ Laypack mua 9% cổ phần công ty. Trải qua giao dịch như vậy, Franny trở thành cổ đông lớn nhất công ty xe đạp bắt lừng mới thành lập chiếm cứ 47% cổ phần công ty, ông ta sẽ phụ trách nhà xưởng hàng hóa cùng mở rộng tiêu thụ, mà tài khoản công ty có 1.000 bản ông ta đầu tư, đây là tài chính bắt đầu khởi động. Lê Park là đại cổ đông thứ hai, có 43% cổ phần công ty, công việc là hiệp trợ hoàn thành dây chuyền sản xuất số lượng lớn. Lên chỉ còn lại có 10% cổ phần công ty, thuộc về đầu tư tài vụ thuần túy mà anh bán đi cổ phần công ty được 1.000 bản cũng làm cho tài phú cá nhân của anh tăng vọt đến 2.235 bản, là nắm chắc mua được một món tài liệu chủ người không mặc, làm thám tử tư. Anh ở trong hơn một tháng này còn tiếp tục nhận ủy thác, chi tiêu hàng ngày hoàn toàn không cần vận dụng tiền gửi ngân hàng. Còn phải cho luật sư du gần 50 bản thù lao, chỉ còn 2.185 bản. Quay đầu còn phải cảm tạ ta liêm. Lên suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, ký tên, đóng con dấu, sau đó đứng dậy bắt tay cùng Franmi, Lê Park nói. Hợp tác vui vẻ. Franmi lấy ra đồng hồ bỏ túi và nhìn thoáng qua, cười ha ha nói. Bình thường mà nói, chúng ta hẳn nên cùng đi dùng bữa trưa, chúc mừng đạt thành hiệp nghị, nhưng có nhân vật lớn đang chờ tôi, thật sự là có lỗi, về sau còn rất nhiều cơ hội. Nhân vật lớn, lại là nhân vật lớn. Là người sau lưng ta liêm người bị mình dùng một ít tin tức giả chỉ hướng hội cực quan mà chi trả không ít phí dụng kia sao? Glenn bỗng nhiên có chút chột dạ, vội vàng cười nói không có gì, không cần để ý. Sau khi ra khỏi nhà Lê Bác, lên một chiếc xe ngựa, Du gần đột nhiên hơi nhíu mày nói. Sơ anh đáp ứng quá sảng khoái. Vì sao nói như vậy? Glenn nghi hoặc hỏi lại. Anh thậm chí không biết luật sư Du gần đang nói là chuyện nào. Du gần tương đương nghiêm túc nói thời điểm đàm phán chuyển nhượng cổ phần công ty. Căn cứ miêu tả của anh, cùng với biểu hiện của Franmi, tôi có thể tưởng tượng ra tiền cảnh thị trường sáng lạng của xe đạp, tuy hiện tại chỉ là một phát minh, đánh giá giá trị chỉnh thể có thể sẽ không quá cao, 5.000 bản là giá không tệ, nhưng anh nên giữ lại càng nhiều cổ phần công ty, như vậy mới có thể có tiền lời càng tốt hơn ở tương lai. Tôi nguyên tưởng rằng anh chỉ bán 8%, hơn nữa có lòng tin thêm 500 bản, Kết quả anh thế mà đáp ứng 18%. Ngay cả là 500 bản, anh cũng đã thu hồi đầu tư ban đầu gấp mấy lần, không nên gấp như vậy. Bởi vì mình gấp dùng tiền. Bất quá vừa rồi mình quả thật đáp ứng quá sảng khoái, không có chút do dự nào, cái này là giao dịch kim ngạch lớn mà, cái này không giống như mình bình thường. Lên nhớ lại cảnh tượng trước đó, trong lòng dần dần cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ mình bất tri bất giác bị Franmi hoặc là vị luật sư Pacheco kia ảnh hưởng? một trong bọn họ là phi phàm giả. May mắn giá vẫn có vẻ bình thường. Lên một bên suy tư, một bên như muốn giải đáp cho du gần. Sắp năm mới rồi. Anh căn bản không nghĩ ra giải thích thế nào, cho nên tùy tiện tìm cái mở đầu trước. Đối phương nếu là người thông minh, sẽ từ mở đầu này tự mình liên tưởng cùng hoàn thiện lý do, không cần lên miêu tả thêm nữa. Đương nhiên, đây là chiêu số nhằm vào người thông minh, người thường thì sẽ truy hỏi vậy thì sao, đến cùng là cái gì, đã xảy ra chuyện gì. Luật sư Du gần rất hiển nhiên là người thông minh, thấy lên lặng lẽ ngắn mũi thì gật gật đầu nói. Tôi rõ ràng. Anh rõ ràng cái gì? Bản thân tôi còn chưa nghĩ ra. lên chỉ vào điểm trạm tàu điện ngầm hơi nước phía trước nói. Tôi xuống xe ở đây, muốn đi tìm người cung cấp thông tin. Bên trong xe ô tô hơi nước tiếng máy đang nổ vang đi tới rất có uy thế, franmi ngồi ở trên ghế hạ cửa sổ phun ra vòng khói nói với luật sư pacheco không quá bắt mắt ở bên cạnh cậu vừa rồi dùng năng lực bản thân chỉ là bị động có chút kích phát pacheco mỉm cười nói năng lực của tôi thích hợp nhất không phải cảnh tượng như thế tôi càng thích đối mặt nhân viên chính phủ viên chức công ty franmi nhẹ nhàng gật đầu nói tôi chỉ nhắc nhở một chút loại tình huống này không cần thiết dùng năng lực không cần chậm trễ đại sự tôi rõ ràng. Pacheco trầm thấp đáp lại. Khu đông, một quán cà phê giá rẻ. Thời điểm lên đến, lão cô lơ đã chờ đợi ở nơi đó. Anh lấy xuống khăn quàng cổ cùng mũ, ngồi ở đối diện, lấy ra một xấp tiền giấy một saun đưa cho đối phương. Kinh phí hoạt động tuần tới cùng thưởng cho tin tức, tổng cộng một bản. Anh gần đây thưởng tương đương sản khoái, bởi vì đã tìm được đối tượng chi trả. Lão cô lơ sắc mặt rõ ràng hồng nhuận hơn không ít so với trước kia, có chút xấu hổ tiếp nhận tiền mặt nói. Tin tức lần trước tôi đưa hình như không phải quá quan trọng. Không, quan trọng hay không chỉ khác ở trong mắt ai, chuyện rất nhiều người cho rằng bé nhỏ không đáng kể, có lẽ lại là ngọn nguồn kiếm tiền của người khác. Lên cười giải thích một câu, tuần này có tình huống gì? Lão cô lơ vừa cầm lấy sấp tiền nhét vào túi áo dặm, vừa suy tư nói. Cũng giống như trước đó, rất nhiều người đang tìm tín đồ ngu giả ha ha sao lại có người đi tin ngu giả đây cũng không phải là xưng hô gì tốt clan khóe miệng hơi co rút nói bọn họ có tiến triển không hội cực quan thật đúng là bám riết không tha mà clan bất đắc dĩ thầm nghĩ không có căn bản không có người như vậy lão cô lơ lắc lắc đầu chuyển nói gần đây có người đang tổ chức bãi công đi tìm tôi vài lần nói là phải tranh thủ thời gian công tác cùng thù lao tiền lương càng hợp lý. Thời đại này là chuyện rất bình thường, nhưng có khả năng lại gây nên hậu quả nghiêm trọng. Glenn có chút suy nghĩ nói. Ông chú ý là ai đang tổ chức chuyện này, nhưng không cần quá cấp thiết, an toàn hàng đầu. Tốt. Lão cô lơ hắn hắn ít hầu nói, mấy ngày nay rất nhiều tay chân xã hội đen cùng thợ săn tiền thưởng đang tìm một người, không biết vì sao, hẳn là có ai đó đã treo thưởng. Đang tìm ai? Lên cảm thấy thời tiết rét lạnh, bưng cà phê lên uống một ngụm. Chất lỏng ấm áp lướt qua thực quản, ấm áp dạ dày của anh. Lão cô lơ suy nghĩ rồi nói. Một người nam tên là Akot Eger. Akot Eger. Akot Eger. Lên nâng tầm mắt từ chén cà phê lên, nhìn về phía lão cô lơ đối diện. Đây không phải là tên đầy đủ của ngài Akot sao? Ông ta sao lại đột nhiên bị người treo thưởng? Einstein Lên dựa vào năng lực tên hề, ra vẻ lơ đảng hỏi. Có nói là dạng người gì không? Lão cô lơ nhớ lại nói. Giống như có huyết thống bi rông, từng là, là một giảng viên đại học. Tựa như có huyết thống bi rông, giảng viên đại học. Quả thật là ngài A Cóp, mà không phải trùng tên trùng họ. Lên bằng vào tin tức lão cô lơ cung cấp, cơ bản xác nhận người bị treo thưởng là A Cóp nghi ngờ hậu duệ tử thần vậy vấn đề này đến cùng là ai hoặc là tổ chức nào đang tìm ngài a cóc linh giáo đoàn lấy sống lại tử thần là mục tiêu chung cực angel thích làm độc thủ phía sau màn. không quá giống người sau angel có vật phong ấn không không tám có thể làm cho mục tiêu hành động dựa theo miêu tả của bản thân thông qua trùng hợp liên tiếp đạt thành mục đích hắn ta hoàn toàn không cần thiết mượn dùng thành viên xã hội đen cùng thợ săn tiền thưởng để tìm ngài a -Kot. đợi một chút nếu bản thân cái này chính là vật phong ấn không không tám sắp xếp thì sao? Alexander phát hiện mình bị ngài A cót theo dõi, lại không nắm chắc thắng lợi ở trong chiến đấu, vì thế mượn dùng không không tám làm cho ngài A cót sinh ra xung đột cùng thế lực nào đó, hy vọng dùng thủ đoạn gián tiếp loại bỏ kẻ địch. mà lần treo thưởng này chính là thế lực kia tuyên bố, rất có khả năng. bất quá cũng không thể bài trừ linh giáo đoàn, ngài A cót vì báo thù, có lẽ sẽ tiến hành tiếp xúc nhất định với bọn họ nhưng hai bên ở sự việc sống lại tử thần xuất hiện khác nhau trọng đại, cuối cùng cũng sẽ quyết liệt. Lên nháy mắt nghĩ tới hai khả năng cùng nguyên do tương ứng. Anh bưng lên cà phê uống một ngụm, sau đó nói với lão cô lơ. Ông hỏi thăm giúp tôi một chút là ai tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng này, cùng với giá cụ thể, nếu thích hợp, có lẽ tôi sẽ thuận tiện lưu ý một chút. Không thành vấn đề. Lão cô lơ cũng không thấy yêu cầu của Glenn có gì không đúng. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thám tử tư cùng thợ săn tiền thưởng không có khác nhau về bản chất, khác nhau duy nhất ở trên hình thức biểu hiện, người trước ngay cả việc nhỏ như bắt giang giúp người tìm mèo tìm chó đều sẽ làm, hơn nữa thích suy luận hơn động võ. Chờ lão cô lơ nói xong những tin tức khác, lên dựa theo giáo trình kẻ gác đêm, đơn giản dạy đối phương một ít kỹ xảo lời nói khách sáo, cùng với phương án xử lý khẩn cấp trong một số hoàn cảnh cá biệt. Tôi nên đi bến tàu, cảm tạ ngài, thám tử Moriarty, anh đã giúp tôi lại có được cuộc sống tốt đẹp lão cô lơ cầm lấy mũ mềm cũ nát trên bàn thiệt tình thành ý nói tiếng cảm ơn ở ông ta xem ngài thám tử không chỉ cung cấp cho mình một công việc có thù lao tốt mà còn dạy rất nhiều thứ hữu dụng cho dù đối phương tương lai không cần người cung cấp thông tin nữa kỹ xảo này cũng đủ để ông miễn cưỡng sinh tồn được ở khu đông hơn nữa là lúc ông tuổi càng lúc càng lớn càng ngày càng không làm được việc nặng cuộc sống tốt đẹp theo ý tôi hiện tại mới chỉ là sinh hoạt cơ bản nhất của một con người. Nhìn theo lão cô lơ rời khỏi quán cà phê giá rẻ, lên ngồi ở nơi đó suy nghĩ xuất thần. Đây là sau khi anh đi vào bắt lừng, lần đầu tiên từ trong miệng người khác nghe được tên của người quen, hơn nữa cũng là lần đầu tiên có khả năng nắm bắt được hành tung của Anh Will. Trong hơn 3 tháng trước đó, nhất là sau khi giết chết ra nút, mục tiêu chủ yếu của Glenn vẫn là tiêu hóa ma dược, tăng lên bản thân. Bởi vì anh biết rõ, mình cùng Anh Giang quy quá nữa đã là cường giả danh sách cao có trên lệch khó có thể bù lại, báo thù không thể vội, hơn nữa chỉ là vật phong ấn không, không tám đã khiến cho người ta không rét mà run kia, đã khiến cho anh ngay cả ý tưởng tới gần cùng điều tra cũng không có. Cảnh tượng phát sinh trong công ty bảo an Black thành phố tin một lần nữa nhảy vào trong đầu lên đôi giày da bóng loáng kia rõ ràng tựa như ở ngay trước mắt anh. Ngửa đầu ra sau, chậm rãi thở hắt ra, lên lấy khăn quàng cổ cùng mũ, đi ra quán cà phê giá rẻ. Khu Houston, trong một căn nhà có chút cũ kỹ. Glenn đi xuống xe ngựa, đè mũ, thẳng đến chỗ cửa lớn. Nơi này là nhà của Isengard Stanton. Vị đại thám tử này mấy hôm trước viết thư cho Glenn, mời anh đến làm khách, cùng thảo luận án giết người. Glenn bởi vì gấp vấn đề hạng mục xe đạp, viễn chuyển hồi âm nói gần đây không rảnh, để tỏ vẻ tự tuyệt, ai biết Isengard Stanton cũng không có để ý, nói án đã đi vào ngõ cục, trong khoảng thời gian ngắn không có đột phá gì, ông ta cực kỳ vui vẻ chờ đợi thám tử Sherlock Moriarty tới chơi, cực kỳ chờ mong một hồi trao đổi phát ra những tia lửa trí tuệ. Glenn không có lựa chọn nào khác ngoài việc bói toán ngày thích hợp để đến thăm đối phương, lựa chọn gần nhất là sau khi đàm phán, cũng chính là buổi chiều hôm nay, cùng hồi âm xác định việc này với đối phương. Đinh đương, đinh đương. Glenn kéo hai hồi chuông cửa, lui ra phía sau một bước chờ đợi. Qua mấy chục giây, cửa phòng kẹt một tiếng mở ra, trợ thủ đại thám tử Isengard mỉm cười nói. Chào buổi chiều, thám tử Moriarty, ngài Stanton đang chờ anh ở trong phòng, anh là muốn uống cà phê hay là hồng trà? Vị trợ thủ này dáng người gầy gò, mang mắt kính viền vàng, vừa có vẻ hào hoa phong nhã, lại có phong cách chuyên nghiệp. Lên ngẩng đầu nhìn hắn ta nói. Hồng trà đi, thêm lát chanh. Không thành vấn đề. Trợ thủ dẫn lên tiến vào phòng khách, chỉ chỉ cửa phòng nói, "Thật xấu hổ, người hầu của chúng tôi đều là lâm thời, hôm nay vừa lúc bọn họ nghỉ ngơi, chỉ có thể phiền anh đi qua đó." lên khẽ gật đầu, cất bước đi tới phòng khách ở lầu 1. Khi anh nâng tay gõ cửa, bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Mình đến gặp ngài Stanton là chuyện đã xác định từ mấy ngày trước, sao lại vừa lúc gặp phải người hầu lâm thời nghỉ toàn bộ? lên híp mắt lại, đưa tay lấy ra một đồng penny đúng lúc này cửa phòng bởi vì gõ cửa đã hé ra một khe hở không lớn không nhỏ trong thời gian ngắn tựa như có phong ấn gì đó bị giải trừ hương vị máu tươi đậm đặc truyền ra chui vào mũi glen trong tầm mắt của anh trong căn phòng kia ghế bành đang ngã ra đất dính không ít máu đỏ sậm một quyển sách rơi ở bên cạnh bị hướng lên trên chỉ liếc mắt một cái như vậy glen đã giống như thấy hiện trường án giết người tên của cuốn sách nọ đập vào mắt của anh Truyền thuyết ác ma địa khu Sivilac Ác ma Glenn đang có động tác, bên trong phòng đột nhiên nổi lên một trận gió mạnh, kéo cửa phòng mở nhanh về phía sau. Soảng xoảng xoảng Glenn thấy rõ ràng cảnh tượng đầy đủ bên trong phòng. than củi trong lò sưởi sớm đã cháy sạch, không hề còn màu đỏ nữa. Bàn trà, sofa, ghế dựa, tủ chén các loại vật phẩm ngã ngã, vỡ vỡ, tựa như chứng kiến một hồi chiến đấu kịch liệt trên thảm cùng vách tường không hề thiếu vết máu cùng với lượng lớn vết cháy xem nhưng hiện trường tìm không thấy thi thể nào thậm chí ngay cả bộ phận chân tay cục gì đó cũng không nhìn thấy thám tử stanton đã xảy ra chuyện glenn lui mạnh về phía sau một bước tính thoát khỏi nơi này trước đã nhưng hầu như cùng lúc anh cảm giác mình bị ai đó khóa vào có kẻ nào không biết nấp ở đâu đang lạnh như băng vô tình nhìn chăm chú vào anh một khi anh ứng đối xuất hiện sai lầm Lập tức sẽ gặp phải công kích trí mạng Cái này là thời gian tốt nhất Để gặp Isengard Stanton sao Mình suy luận đối với gợi ý ra vấn đề Glenn không dám coi thường vọng động Nhưng anh cũng không quá khẩn trương cùng bối rối Anh đã là trải qua không ít chiến đấu cùng biểu diễn Biết lúc này là nên phải bình tĩnh nhất Đát, đát, đát Trợ thủ Isengard Stanton bưng khay đi tới Trên khay đặt cái ấm trà Có vẻ làm bằng thiết cùng hai tách sứ trắng Trợ thủ nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng, ngẩn ra tại chỗ. Cậu ta nhìn về phía lên, vẻ mặt đột nhiên tràn ngập sợ hãi, nói ra từng từ một. Anh, giết, Ngài, Stanton. Mỗi một từ mà cậu ta phun ra, thịt trên mặt lại rơi xuống một miếng, máu tươi đầm đìa. Đợi cho nói xong, cậu ta chợt vỡ vụn ra, biến thành một cái thây nát, tựa như vẫn là như thế, vẫn là trạng thái này, vừa rồi chỉ bị khâu lại mà thôi. Soảng. Trăng rắc. Ấm thiết cùng chén sứ trắng đồng thời rơi xuống đất, hoặc lăn lộn hoặc bắn lên, nước trà nhanh chóng làm ướt nền nhà. Lên không hề động, cứ như vậy mà nhìn tất cả phát sinh, bởi vì anh cảm giác mình vẫn bị nhìn chăm chú. Tên kia chế tạo tất cả cái này tựa như đang chờ đợi anh làm ra hành động, sau đó xông lên từ sau lưng, cắn đứt cổ của anh. Không biết qua bao lâu, trong dằn co quỷ dị không tiếng động, Glenn thấy cửa lớn nhà Isengard Stanton bị mở ra, một đám cảnh sát mặc đồng phục đen trắng vọt vào. Bọn họ phát hiện thay nát vừa ghê tởm vừa khủng bố trên đất, lúc này rút ra súng ngắn, đồng thời chỉ về phía Glenn đang đứng ở cửa phòng. Đối mặt những họng súng đen tuyền, Glenn lại thả lỏng xuống. Cái nhìn chăm chú không nói gì, giống nhau lấy súng kề vào óc hắn kia trong nháy mắt này đã biến mất không thấy. Glenn giơ hai tay lên, bất đắc dĩ cười nói. Trước khi gặp luật sư của tôi, tôi sẽ không nói gì cả phòng cảnh sát cục hy sắc bắt lần. Lên bị khóa ở đường ống dẫn nước lại lần nữa thấy luật sư Du Gần. Tôi sẽ đi cùng cậu nhận thẩm vấn. Du Gần vẻ mặt không có chút gì thường nào, tựa như thám tử Moriarty nên xuất hiện ở trong này vậy. Lên thở dài nói. Cái này thật sự là một bi kịch, lúc này tôi nên suy xét buổi tối ăn cái gì, mà không phải nói chuyện cùng cảnh quan cao có kia. Một điểm may mắn nhất của anh trong tối hôm nay là, nhân hội cực quan truy ra cùng cường giả danh sách cao hoa hồng học phái chú ý nên không có mang theo vật phẩm phi phàm nào duy nhất chỉ có súng ngắn thì ở dưới biểu diễn như ma thuật thoải mái giấu giếm khỏi soát người vào phòng thẩm vấn không đợi cảnh quan hỏi anh đã mang chuyện mình nhận được thư từ isengard stanton rồi hẹn đến thảo luận án nói rõ từ đầu chí cuối một lần vậy chúng tôi sẽ cùng luật sư du gần đi nhà của anh lấy lá thư này hy vọng chúng còn đó cảnh quan phụ trách thẩm vấn chuyển hỏi anh là quen biết như thế nào với thám tử Isengard Stanton? Glenn không chút do dự trả lời. Bởi vì án giết người liên hoàng trước đó. Nói tới đây, anh bỗng nhiên ngẩn ra một chút. Anh nhớ tới một việc, anh vẫn hoài nghi sau lưng con chó ác ma kia còn có chủ nhân, cùng từng phát ra hừ lạnh ở hiện trường chó ác ma bị đánh chết. Đúng rồi, sách mà đại thám tử Stanton xem trước khi bị tập kích là truyền thuyết ác ma địa khu Sivillac. Chẳng lẽ chủ nhân chó ác ma sau khi trải qua một đoạn thời gian ngủ đông, đã triển khai hành động trả thù? Mà thám tử Stanton là người cung cấp manh mối hoặc là phương hướng suy đoán chủ yếu trong ghi chép của cảnh sát, cũng là người lĩnh thưởng. Lên nhanh chóng có suy đoán. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.